那你上你的了。我的叫小手机、嗯。给我登录我的。登录你的干嘛？你还想分享啊？không ai vô coi cái tao mất cười. Hello, hello. Hello. Makasih, makasih, makasih. Hello. Makasih, makasih. Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, vô nhanh tương tác bài viết mạnh tay giùm em luôn và cho em xin một ít comment của mọi người nha. Hello, xin chào cả nhà. Hello mấy chị. Hello chị. Chia sẻ chút xíu là không biết ai có biết cái mình hay cái thùng. Ok. Hello. Hello, ok rồi. Dễ sư y ăn Hello, xin chào cả nhà. Hello. Chị nào thấy em tương tác mạnh tay bài viết em và cho em xin 1, 2, 3 nút chia sẻ của mọi người nha cả nhà ơi. Em chào chị Tiểu Phương, em chào chế. Em chào chị Tiểu Phương. Mua 2 túi cho con mà mẹ dùng ok luôn hả chị Phạm Thịnh? Hello, túi có ok không mọi người? Hello, em chào chị Bảo Bảo Trân nè. Em thấy chị Tiểu Phương nha chứ ơi. Thấy comment rồi, thấy comment rồi mọi người ơi. Hello A Khải, kể A Khải. Xin chào cô chú đi Khải. Hello. Hello. Con mặc áo cũng lông, con xấu xí lắm. Áo con xí lắm. Xấu xí không? Áo đẹp, áo mami bán đẹp. Nói đi. Trời ơi. Áo khủng long. Áo khủng long, áo của đồ bộ nè. Ơi, mặc 2 ngày rồi. Hello, trời ơi, anh đợi ngày nào cũng đòi giặt áo khủng long cho anh mặc hết trơn á. Cái áo trong set đồ bộ á. Rất ra phối cái mới luôn. Hello, em chào cả nhà nha. Tương tác cấp tốc bài viết em và em tặng quà đầu like cho mọi người nha. Đi qua, cứ lấy cái túi hello hoặc là cái túi này cũng được, cái túi nào ở trên nó lấy 2 cái và chỉ tặng quà đi. Ơn trời đã thấy tôi rồi, em thấy mọi người rồi đó mọi người ơi. Tương tác bài viết em tặng túi đầu like cho mọi người nha. 2 cái túi dành tặng cho 2 chị tương tác top ngày hôm nay và cố gắng cho em xin 1, 2, 3 nút chia sẻ. Hôm nay có mini game tặng quà đầu like nha mọi người. Em tặng túi cho mọi người nha. Túi và nón thì trai mang cũng được và gái mang cũng được, rất là dễ mang luôn. Đây đưa đây chứ. Em chọn ra 2 cái túi tặng cho mọi người nha. Màu gì cũng. Cái này. Cái này. Hôm nay. Cái này tặng cho con. Màu vàng. Ok, đúng rồi. Không, tặng 2 cái màu vàng này đi hả? Ồ, 2 cái màu vàng. Rồi, tặng 2 cái màu vàng này cho mấy chế nha. Tương tác tất tốt bài viết em và cho em xin 2, 3 nút chia sẻ của mọi người để không bị ẩn comment ngày hôm nay nha. Em chào chị Lưu Hoa, em chào chế. Chào chế Lưu Hoa. Mọi người lên cho em là mã tặng. Tặng 0 đồng kèm số điện thoại giùm em nha mọi người. Tặng 0 đồng kèm số điện thoại cho em nha. Một con túi rất là cưng luôn. Cái túi này thì mọi người đeo. Đeo gì nè, đeo gì nè. A Khải vô đeo cho mami coi nè. Không chịu, không chịu cái gì. Không chịu cũng phải chịu nữa. Nè, gì nè. Á, dễ thương lắm Khải. Đẹp lắm, con khủng long, có con khủng long. Ôi, bay con khủng long ra rồi. Ôi ơi, bỏ con khủng long vô túi, nhanh lên. Hello, xin chào cô chú. Khải, xin chào cô chú. Rồi, like chưa không? Xem lại, em xóa cái like chưa rồi mọi người. Cái like chưa em xóa rồi, không có xem lại được á. Cái này là tuổi cỡ Khải đeo rất là xinh luôn. Rồi, tặng 0 đồng kèm số điện thoại giùm em nha mọi người ơi. Cái mã này em có luôn á. Em còn luôn á. Cái mã này ở trên không? Mấy đứa tìm thấy không? Có chị nào muốn mua mã này không? Em bán luôn giờ luôn nè mấy chế. Không, không, nè. Khải đeo vô cho mami cho cô chú thấy nè. Thấy cưng lắm. Xuất sắc lắm. Rồi, tương tác bài viết em luôn nha mấy chế ơi. Tặng 0 đồng kèm số điện thoại giùm em nha mọi người. Và mọi chị đang xem cho em xin vài nút chia sẻ của mọi người nha. 3 nút chia sẻ hội nhóm giùm em và 1 nút trên trang cá nhân nha mọi người ơi. Em chào chị Khánh Vân, em chào chế nè. Mọi người cho em xin 3 nút chia sẻ hội nhóm với chế độ công khai giùm em nha mọi người ơi. Và 1 nút chia sẻ trang cá nhân cũng được nữa mọi người. Rất là xịn sò luôn, cái túi siêu dễ thương, trai gái đều mang được nha. Mọi người có muốn mua thì em lấy em bán luôn cho mấy chế con này nè. Giá đầu like, giá chân đầu like, con này cưng lắm mọi người. Bé đeo vô rất là cưng luôn hả. Xinh lắm, thấy cưng lắm. Lấy gì? Lấy cái túi này không? Mọi người muốn hốt cái này không? Mọi người hốt cái này không? Em tặng xong rồi em bán rẻ cho mọi người em luôn hả? Em muốn cho bố baby. Baby, baby cho mượn rồi. Baby đó, cho baby mượn. À, xích quá.
Mệt thiệt luôn á. Rồi tương tác mạnh tay bài viết giúp em và cho em xin 2-3 nút chia sẻ mọi người nha. Em tặng cho mọi người 2 con rồi em sẽ bán con này với giá là cực kỳ tri ân cho mọi người luôn. Con này em bán cho mọi người giá là đâu đây đánh nào? 88.000 luôn ha. 88.000 cho em nha mọi người. Chị nào lấy rồi em công bố mã tặng xong rồi em sẽ lên bán con này luôn cho mấy chế ho. Rất là cưng luôn á mọi người. Đeo vô siêu dễ thương luôn ha. Con này cho tặng 0 đồng kèm số điện thoại giùm em và cho em xin 2-3 nút chia sẻ tương tác bài viết của mọi người, cấp tốc bài viết giùm em nha mấy chế ơi. Để không bị ẩn comment ngày hôm nay. Mọi người xem hàng ở lộn, mọi người xem like có bị mờ không mọi người? Có bị mờ bị gì không mấy chế nói em nha. Có bị giật không mọi người? Và mọi người có nhận được thông báo không mấy chế? Rồi tặng tương tác bài viết em và cho em xin 2-3 lượt hội nhóm nha mọi người. Con túi rất là cưng luôn cho em nhá. Rất là xịn sò và rất là nét. Ở đây theo ở đây cho mình như thế này. Túi bao tử này trai và gái đều đeo được nha mọi người. Trai gái đều đeo được cho em nha mấy chế ơi. Rồi tương tác mạnh tay và cấp tốc bài viết luôn giùm em nha mọi người ơi. Khách mới á, mọi người mua hàng bên em thì không kèm giùm em cái số điện thoại và đúng cú pháp giùm em, mã sản phẩm, số điện thoại và size giùm em nhé mọi người, hoặc là kèm số cân giùm em và chiều cao để em lấy size chính xác cho mọi người. Và khách cũ thì không cần comment số điện thoại cho em, hoặc là mọi người comment 3 số cuối điện thoại cũng được nữa nha mấy chế. Lưu ý giùm em nhé mọi người và cố gắng được đọc tên trên like. Rồi khách mới mà nhắn tin vô đường link phía dưới này cho em xin địa chỉ nha mọi người. Bên em thì chốt đơn qua tin nhắn SMS nên là mọi người cố gắng lưu ý giùm em ha. Rồi tặng 0 đồng kèm số điện thoại giùm em nhé cả nhà ơi. Tặng 0 đồng kèm số điện thoại giùm em. Rồi em có bill luôn kìa em công bố mọi người luôn ha. Công bố chị nào may mắn ngày hôm nay ha. Mình không chị nào chưa được á thì em sẽ bán con này với giá không 78.000 luôn, không bán 68 nữa, bán 78.000 cho mọi người luôn nha. Rồi tặng 0 đồng 2 chị khách, rồi em sẽ lên bán con này. Chị nào mà chưa có nhận được quà thì em bán con này ha. Rồi chốt luôn cho 2 chị khách nha mọi người ơi. Rồi mã tặng đầu tiên xin chúc mừng chị Hà Trâm, số điện thoại đuôi 336. Rồi em xin chúc mừng chị Hà Trâm nha. Và chị Hà Trâm ơi, cho em xin 1-2 nút chia sẻ của chế nữa nha chế. 1-2 nút chia sẻ hội nhóm giùm em nữa nha. Rồi tiếp tục mã tặng thứ hai xin mừng chị Nguyễn Nguyên, số điện thoại đuôi 363. Rồi chị Nguyễn Nguyên em xin dành tặng cho chế con túi nha chế ơi, và được tặng 0 đồng nha chế yêu. Cho em xin 1-2-3 nút hội nhóm của chế nữa nha. Rồi cho em con này là mã K1 kèm số điện thoại giùm em. Con này em bán với giá là 78.000 đầu like cho mọi người. Con K1 này trai và gái đều đeo được nha mọi người ơi. Túi nhà em mọi người nhận hàng được chất lượng đồ này kia có ok không mọi người, cho em tí xíu comment review về túi nha. Rồi con này chốt cho em là mã K1 nha mọi người ơi. K1 kèm số điện thoại giùm em nha mấy cháu ơi. K1 giùm em nha. Rất là đẹp luôn, con túi siêu dễ thương. 78.000 kèm số điện thoại. Và được nhớ giùm em là túi thì nhớ kèm mua thêm sản phẩm quần áo nữa, em đi đơn luôn nha mọi người. Rồi K1 78.000 cho em, siêu dễ thương và siêu cưng luôn. Em cảm ơn chị Hà Trông rồi, em cảm ơn chế rồi. Mọi người thấy em cố gắng cho em xin là cố gắng tương tác bài viết mạnh tay giùm em và em ngân mã tặng. Em lên con này K1. Chị nào muốn mua mã này comment giùm em là mã K1 kèm số điện thoại. Và nhớ giùm em là khách mới, nhớ cho em xin cái số điện thoại nha mọi người. Rồi K1 kèm số điện thoại giùm em nha mấy chế ơi. 78.000 đầu like cho mọi người nha. Em mua mã tặng rồi, mấy chị qua mã K1 giúp em nha. Rồi em lên mấy cái set Maracan đang mặc luôn cho mọi người. Trời cái set này cưng quá. Set này lên đầu like nha mọi người, màu vàng siêu dễ thương luôn. Rồi ngưng giùm em mã may mắn giùm em nha mọi người ơi. Và em lên mã hàng luôn cho em nha mọi người. Hàng làm con này C1 đi. Áo này C1 giùm em nha mọi người ơi. C1 kèm số điện thoại giùm em. Ho M1 đi em. Ho ca C1 đi. C1 nha mọi người. C1 kèm số điện thoại giùm em nha mấy chú ơi. Con áo rất là dễ thương luôn và siêu cưng luôn nha mọi người. Cho em con C1 này là em có từ size 101, chốt cho em tới size 106. Thêm túi chị ơn đi gió hả? Đợi bữa nay em bán túi đi mọi người, túi em cất lên rồi mấy chế. Túi chưa có bán ha. Chị nào muốn mua cái mã chị ơn đó thì lên giùm em là mã K1 đi. Em bán cái túi đó 78.000 cho mọi người, siêu chị ơn luôn á mọi người. Rất là cưng luôn. Rồi con này chốt cho em là mã C1 kèm size giùm em. Con này em có từ 101, chốt cho em tới size 106 nha mọi người. 106 là bé tầm khoảng 50 mấy ký mặc được luôn nha mọi người. Dưới 40 ký thì mình chốt cho em là size 150 nha. Và trên 40 ký thì mình chốt 106 giùm em. Rất là đẹp.
Trời, con áo siêu xịn sò và siêu nét luôn mọi người ơi, nhìn giùm em nè. Quá xuất sắc. Rồi, C1 kèm size giùm em, size từ 101 tới 150 và giá là 142.000. Đồ bộ hả? Chế đồ bộ em hết rồi, đồ bộ em chỉ còn lẻ size thôi, để bữa nào em rảnh em like lẻ size lại cho mọi người nha. Đồ bộ mọi người nhận hàng chất có ok không mấy chế? Chất lượng đồ này kia như thế nào mọi người ơi, cho em xin ít review của mọi người nha. Rồi, chị nào có C1 thì comment giùm em. Ủa, chị nào chưa? Chị nào thích con này thì comment giùm em C1, giá là 142.000. 14 demo bản đi em. 142.000 kèm size giùm em nha mấy chế. 142.000 kèm size giùm em. Em có từ 101 chốt cho em tới 106 nha. 106 là 50 mấy mặt 50 kg, 5 mấy kg mang được nha mọi người. 15 16 kg trở lên. Và chốt cho em tới 50 mấy kg kèm size giùm em, và kèm giùm em cái số điện thoại được đọc tên trên live, rồi mình vô inbox cho em xin địa chỉ nha. Lên quần ngố hoặc quần đùi có luôn nha chị Lưu Hoa ơi. Rồi C1 cấp tốc lên đơn giùm em, và cho em xin vài lượt tương tác bài viết của mọi người, kèm icon đồ này kia để nó không bị đứng comment nha mọi người ơi. C1 giùm cho em nhá. Dạ, mà đó là áo thôi nha chị, không có ly, mà đang mở xét nha chị ơi. Áo thôi nha mọi người, 145.000 nha. Rồi, chốt. Ủa, 142.000 rồi. Mã C1 bé băng 4 tiếng cho chị Tống Ly Ly. 602 và 606 cho chị Phan Trang. Áo thôi nha mọi người ơi. Áo thôi nha mấy chế, không phải xét nha mọi người. Lưu ý giùm em là chị áo thôi nha mấy chế ơi. Mấy chị ơi, đang xem chấm chấm bài và cho em xin một hai nút tương tác bài nha mấy chị ơi. Tương tác bài viết em nhé mọi người. Ủa khả cháy khu sàn sang lại thì bạn thơ là tông si chứ chấm bộ kẻ tiêu là nó toan lên là nó phá răng rưu thì hơ thì cho tông si đi. Sao mơ ta? Nà chứ tăng nì hơ sao mơ à, của em phụ hơ được. Nó có chảo mấy hả? Cho xem em hả? Hơ, tiêu lên chứ tiêu là phụ hơ lên tiêu là em phong là. Rồi, vậy à, không phải xét nha chị ơi, chị lấy thì ok giùm em, còn không thì em xả đơn cho chị ha. Rồi, chốt cho em con này là mã C1 142.000 kèm size giùm em. Em có từ 101 tới size 150 và tiếp cho em là C2 là cái quần này nha mấy chế ơi. Chất và form siêu đẹp cho em luôn. Con này trai gái đều mang được nha mọi người. Trai mang cũng xinh và gái mang cũng xinh luôn. Cái quần này siêu snack luôn cho em và kèm size giùm em. Em có từ 101 chốt cho em tới size 106 luôn. Con quần này giá là 148.000. 148.000 C1 và C2 kèm size giùm em nha mấy chớ ơi. Chấm mượn cái quần này. Nakazuma hãy mẹ hơ bản đà bú sư bò đà. Quá trời cưng luôn. Con quần này dáng ngố nha mọi người. Hôm nay không có bán nón chị ơi, em không có nón nha. Cái này để trong túi nó hơi nhăn. Cái này hơi nhăn. Nhưng mà mọi người ơi, cho chết cái khác đi. Cái này nhăn quá. Rồi, chốt cho em con này là C2 nha, 148.000 kèm size giùm em. Em có từ size 101 tới size 106 giùm cho em là 15-16 kg mặc vừa, và chốt cho em tới size 50 kg nha mọi người. Chất rất là đẹp luôn. C2 cho em nha mấy chế. Chất và form nè nhập mọi người, nhìn giùm em cái đường mai, từng đường kim mũi chỉ rất là nét luôn cho em con này. Chốt cho em là mã C2 kèm size giùm em. Và mọi chị đang xem cho em xin một ít lượt tương tác bài viết của mọi người, chấm bài hoặc là mọi người kèm icon bài viết giùm em nha mọi người ơi, để không bị ẩn comment ngày hôm nay nhá. Rồi, C2 kèm size giùm em luôn. C2 chất rất là đẹp. Form hơi bị nét luôn, đủ size em. C2 giùm em, nói em không có bán chị Trang Trần ơi, nói em không có bán nha. Rồi, C2 em có từ 101 tới size 106 kèm size giùm em. Và khách mới nhớ cho em cái số điện thoại nha mọi người ơi, C2 ha. Con này chất vải siêu đẹp và form siêu nét luôn. Quần ngố này trai gái mang đều xinh. Mình mang kèm với lại áo sơ mi cũng cưng. Hoặc là mọi người mang với áo thun cũng nét nữa nha mọi người. C1, C2 kèm size giùm em nhé. Rồi, chốt đi em. Mã C2 xin em đổi chị Nguyễn Mỹ Linh. Rồi, Nguyễn Mỹ Linh có đơn C2 kèm size. Vô sao mà cho em coi lại cái túi chéo vàng hồi nãy hả? Chút xíu nha chị. Cái túi vàng hồi nãy em đem qua bên kho rồi. Để có gì cuối lai em. Rồi, C2 kèm size giùm em. Chị nào chưa có C1 và C2 thì comment giùm em nguyên set ở phía sau Maracan đang mặc nha mọi người. C1, C2 xem rồi, xem sáng chị Trần Trang nghe. Mã C2, C2 chị Uyên Vũ. Rồi,
Trời ơi, cái test này xinh quá. Nếu mình lấy 2 hoặc hay là mình lấy 3 thì mình cùng anh lại em nha. À, cái này là bao gồm một cái yếm và cái áo ngoài như thế này này à. Xuất sắc. Rồi C1, C2 kèm size giùm em và cho em xin một hai nút tương tác bài viết của mọi người nha. C2 chị Ngọc Đoàn có cho em. Chị Yên Vũ ơi, mình lấy 3 size luôn đúng không anh chế ơi? Mình có size 1, 2, 3 nha chị ơi. Chị Yên Vũ lấy size nào comment lại giùm em nha chế yêu ơi. Chị Yên Vũ ơi, chị có đây comment lại giùm em nha. Mở C2 để 24 kiếm chị Ngọc Đoàn. Rồi C2 là cái quần, C1 là cái áo. Mở C2, C2 chị Thảo My. Rồi chị nào chưa có gì thì comment lại giùm em, chưa có cái nào. Chị Hà Trâm size 1 có chưa? C3. C3 là cái đầm Maracan đang mặc nha mọi người. Chốt cho em C3, C1 là áo. C1 là áo, C2 là quần nha mấy chế. C1 là áo, C2 là quần cho em. Và C3 là cái váy Maracan đang mặc, em có từ 101. Chốt cho em tới size 106 kèm size giùm em. Con đầm này nguyên một set luôn. Em bán cho mọi người giá là 152.000 kèm size nha mọi người. Và mọi chị đang xem cho em xin 2-3 nút tương tác bài viết của mấy chế nha cả nhà ơi. Cho em xin 2-3 nút tương tác và chia sẻ bài viết của mọi người nha. Rồi cái này em có tới từ size 101, chốt cho em tới size 106. Con C3 này kèm size giùm em đi mọi người. Rất là xịn sò luôn. Cái này nó rời đúng không ta? Cái này nó rời nha mọi người. Cái áo form rộng và bao gồm một cái yếm jean ở ngoài như thế này luôn. Yếm jean này là chất mỏng nha, em bán 152.000 là siêu hời cho mọi người luôn. Cố gắng chốt đơn con này cấp tốc luôn giùm em. Và mọi người phối rời ra mặt được cho em nha mấy chế ơi. Cái set này là mọi người phối rời tách rời ra mặt được nha. C1 là áo sơ mi Maracan, C2 là quần cho em. Và con này chốt cho em là mã C3. Rất là xịn sò luôn cho em như thế này nè. Con C3 rất là nét luôn nha cả nhà. Nhìn giùm em nha, mấy cái form nó đẹp lắm luôn á mọi người ơi. Tương tác bài viết cấp tốc giùm cho em và xin, cho em xin 2-3 nút chia sẻ của mọi người nha. Con này chốt cho em là C3 nè. Trời ơi trời. Một cái áo thun. Cái áo này à, nói chung là thời tiết lạnh như hôm nay cỡ tháng nữa mọi người mặc được cái này. Không, cái này tay lỡ mọi người, không phải tay dài đâu mấy chế. Cái này tay lỡ, không, mặc được mùa hè vẫn mặc được, ok. Cái này tay lỡ nha mấy chế. Tay lỡ nha mọi người. Và một cái yếm jean. Một cái yếm jean như thế này cho em, rất là xịn sò luôn. Một này, set này em bán 52.000 hả? 152.000, trời ơi trời. Yếm jean rất là xuất sắc luôn. Size C1 là size lớn nha chị, size từ 101 tới 106, C2 cũng là từ 101 tới 106 và C3 cũng là từ 101 tới 106 luôn cho em. Rồi. C2 còn 113 không? Dạ, còn 13 rồi đúng không? Rồi C1 em còn 101 và 103, C2 cũng còn 101 và 103 luôn nha chị ơi. Lấy comment lại để mình đơn cho chế nha. Rồi con này C3 dùm cho em 152.000, bao gồm một cái yếm jean chất rất là đẹp luôn. Chiếc jean này nó mềm và nó mỏng nha mọi người. Và một cái áo ở ngoài như thế này cho em. Áo tay lỡ nha mấy chế. Xuất sắc lắm. Ví dụ mấy chế mua cái áo này cho bé trai đi, rồi cái yếm này cho bé gái mặc. Rồi quá đẹp luôn. C1, C2 và C3 kèm size giùm em nhé. Rồi. Mã C1, C1 chị Nhi Ngô. Rồi Nhi Ngô có C1, size 101. Mã C3, size 101 cho chị Hà Trâm. Rồi Hà Trâm có đơn. Mã C3, size 106 chị Lâm Thị Mỹ Hạnh. Rồi. Rồi chị nào chưa có comment giùm em. Mã C1 và mã C2. C1 và chị là 101 rồi. Mã C1, size 101 và size 3 chị Uyên. Hết rồi hả? 101 con cái hả? Rồi. Chị Yên Vũ ơi, em hết rồi, C1 hết 101 rồi, còn 103 không? Dạ còn 103. Còn 103 hết 101 rồi chết. Rồi con này chốt cho em là C3 kèm size nha mấy chị ơi. C3 kèm size và tương tác bài viết giùm em nha mọi người. Cho em xin 2-3 nút chia sẻ của mọi người và cố gắng kèm icon bài viết giùm em nhá. Rồi, C3 kèm size, cái set Maracan đang mặc rất là xinh và siêu nét luôn cho em nha. Cái dáng này nó cũng dài dài nè. Em không có nón và túi ngày hôm nay nha chứ ơi. Rồi C1 và C3 kèm size. Yên Vũ ơi, mình lấy size 3 không? Rồi tiếp cho em. Con này là mã C4. Quá đẹp luôn, cái đầm rất là xinh. Dáng baby doll như thế này nha mọi người. Dáng nó sung sung rất là cưng cho em luôn. Và cái này em có từ size
101 tới 106 kèm size giùm em. Con này giá là 150 không, 152.000. 152.000 kèm size nhá, size từ 101 chốt cho em tới size 106. Con này chất vải rất là xịn sò cho em luôn nha cả nhà ơi, và form rất là nét, có túi nữa. Dáng này dáng baby doll sung sung rất là xinh và rất là hàng luôn, cái màu siêu hàng. Phía sau có phối kèm dây kẽo như thế này nè. Set tím lên chua lên em ơi, set hồng hồng tím tím nó chua lên. Chờ em chút xíu đem lên cái set đó cho mọi người nha. Rồi chốt cho em cái con này là C4 kèm size. Size từ 101 là 15-16kg, cái này 16kg trở lên mặc cho em tới 45kg ha, bé nha mọi người. C4 kèm size giùm em nha mấy chơi. Chất và form siêu hàng luôn, 152.000 cho em. Chất rất là đẹp, con C4 này mọi người nhìn giùm em cái chất ha. Quá đẹp luôn á, xuất sắc. Mã C4 xem 3, quá đẹp, xuất sắc lắm, C4 kèm size. Xem 6 thì quá trời hàng luôn mọi người. Sắc form rất là đẹp luôn cho em. Đẹp lắm, C4 kèm size. Rồi xem 3 thì cao lên phương. Rồi C4 kèm size nha mấy chế, từ 101 tới 106 kèm size giùm em nha mấy chị. Mã C4 kèm size chị Như Quỳnh. Hết 106. Rồi. Hết rưỡi hết 6 luôn rồi. Em còn tới 104 là 33kg nha mấy chị ơi. 103. Mã 26kg 3 với em. Mã C4 với 26kg chị Mai Phương nha. Mã C4 bé 22kg chị Thu Thảo. Đâu gỡ ra em cho coi thử. Ôi đi vòng chiên. Lớn á, hơi lớn, 26kg bự á em ơi. Chị ấy chắc không có đâu. Đọc lại đi lại ơi. Dạ xin lỗi chị Mai Phương nghe, mình muốn mã C4 nha chị ơi. Sao 104 đó hơi to á chị, đấy. Hơi lớn á em chị. Đó là em không dám chốt với chị, 104 đó cỡ 27 tới 33kg hả? 27 tới 33kg chị Nana. Rồi Nana 30kg có đơn. Rồi còn cái size 101 và 104 thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. 1 và 4 kèm size giùm em C4 nha. Chị nào chưa có thì comment lại giùm em. 104 là sao chốt cho em từ 27 tới 33kg giùm em nha mọi người. 33-34kg bé gầy gầy cao cao được luôn. C4 màu gì hả chế? Em không biết cái màu này màu gì nữa nè chế ơi. Nhìn giùm em nè. Bà chế. Hồng tắc. Cái này nó dạng màu hồng đúc mà nó cũng không có đúc lắm mọi người. Nó có màu hơi không biết màu gì luôn á, thật sự rất là đẹp, rất là hàng luôn mọi người ơi. Pha cái màu siêu nét luôn, em còn size cho bé 16 tới 18 19kg và size cho bé từ 27 tới 33kg cho em nha mọi người, rất là đẹp luôn, con này siêu xịn sò. Form đẹp lắm mọi người. Dạ hôm em cũng hai đồ chị Huỳnh Trang ơi. Có mẫu á? Dạ đây tại. Như mã size 4 anh có sợi này nha chị ơi. Có một mã size 6 luôn nha chị ơi. Trời lên con sơ mi này cho mọi người. Em hết 150 rồi mấy chị. Cái này chốt cho em từ 673 đúng không? Y sầu lén sầu chứ xỉn lệch rồi. Ui hay. Hay ghi ra chế được. Màu đẹp quá mà sắc nách sao chế. Cái sáng nách đó bé gầy gầy mặt cũng xinh đó mọi người, tại vì form dáng form suông dáng baby doll rất là xinh luôn thật sự. Rồi cái này chốt cho em là mã C5 kèm size giùm em nha mấy chị ơi, con áo rất là xuất sắc luôn như thế này cho em nhé mọi người ơi. Con này thì áo trắng đơn giản và form cực kỳ là hàng luôn. Con này giá là 145.000 kèm size giùm em. Em có từ 101 chốt cho em tới size 106 nha. À, vậy lấy thêm cho chị cái size 106 em hết luôn, size 106 rồi chế. Màu trắng nữa chứ. Bà Bình. Chút xíu em có thêm một cái màu trắng nữa, chút xíu rồi chị chốt nha. Rồi, tiếp cho em con này là mã C mấy em? C5 145.000 kèm size đi mọi người, form rất là hàng luôn. Form siêu nét luôn cho em con C5 này, trời ơi trời, chất vải rất là... Cho chế mượn một cái không cái chưa? Ừ. Nè, chất vải rất là xịn sò và cái... tới cái túi ở ngoài đựng hàng cũng xịn nữa nha mọi người. Và form rất là đẹp cho em luôn, em show phía sau cho mọi người xem nè. Cái form này rất là hàng, form này thì nó lớn hơn size bình thường nửa size, nên là chị nào comment size comment kỹ giùm em nha mọi người. Cái này em có tới 106 là tầm khoảng 50kg. Bé 50kg mặc được giùm em nha mấy chế ơi. C5 kèm size giùm em nhá. C5 đút từ trên xuống dưới thế này nè. Trời cái form này trời dễ mang xỉu luôn á. Quá đẹp. Bộ em còn ít nha chị Huyền Trang ơi. Hôm em chưa có like nha chứ ơi.
Đồ vỡ về nữa không mà hôm nay nhận được hàng chất đẹp quá mà mua có một bộ hả chị? À, bộ em còn lẻ size được bữa nay em, mà lẻ size cũng có được ít, bữa nay em like thì em sẽ thông báo cho mọi người nha. Cái đó thì mọi người nói chung là cái chất rất là đẹp, cái chất nó mát. Nhiều chị á là ví dụ như mà thích chất dày dặn thì cái mấy cái đồ bộ đó thì mình bỏ qua, còn chị nào mà thích chất mát mẻ nhẹ nhàng thì hốt cái đó, cái đó rất là xịn luôn. Mà đồ bộ để bữa nào thì em like cho mấy chế nha. Rồi con này chốt cho em là mã C5 kèm size giùm em, size từ 101 chốt cho em tới size 106 kèm size nha mấy chị ơi. C5 đẹp lắm. Mã C5 xem tư chị Lê Mến. Rồi. Mã C5 xem rồi chị Cao Lan Phương. Cao Lan Phương rồi. Kìa lắm rồi. Mỹ dồ hả? Kìa. Con này chốt cho em là mã C6. Quá đẹp. Cái C6 cái đồng này cái màu quá trời xuất sắc luôn mọi người ơi. Đẹp lắm luôn á mấy chế ơi con này. Cái màu quá đẹp và cái form nè, form đồng hơi bị nét luôn. Cái này em có từ 101 tới size 106 kèm size giùm em. Mã C5 xem 6 chị Nguyễn Nguyễn Linh. C6 giùm em, C5. Mã C5 xem nữa chị Bắp Bắp. Bắp Bắp có đơn C5. Rồi C5 chị nào chưa mua được thì comment lại giùm em và kèm icon để không bị ẩn comment nha mọi người. Comment đẩy lên rất là chậm, em lên con C6 mà giờ comment nó mới từ từ lên C5. Nên là mọi người mới chơi cố gắng tương tác giùm em nha. Set ở giữa lên rồi chị, set ở giữa là em có từ 101 chốt cho em tới size 106, giá là 152.000 bao gồm một cái yếm jean ngoài và một cái áo tay lỡ. Tại vì cái áo tay lỡ nó là dạng hơi lỡ lỡ dài dài mọi người. Rồi cái này chốt cho em là C6 nha mấy chế. C6 kèm size giùm em, con này giá là 100 à, hôm bữa em bán A1 là giá chị Ân thôi. Cái này chốt cho em là giá 145.000 đi ha mấy chế ơi. 145.000 C6 kèm size quá trời đẹp, cái màu xuất sắc lắm luôn nha mọi người. Con này chốt cho em là C6 nha mấy chế ơi. C6 kèm size giùm em, 145.000 kèm size nha mọi người. Form rất là đẹp. Ừ. Chất vải rất là nét luôn. Cái này là nó màu như vậy không thể lỗi luôn nha mấy bà. C5 nhung bưởi, inbox cho em xin địa chỉ nha chế. Ủa inbox cho em kèm cái số điện thoại em mới chốt đơn được con C5 cho mọi người. C5 là áo sơ mi trắng, còn C6 là cái váy suông này em đang cầm, giá là 145.000 siêu đẹp. Chị nào chưa có con này thì hốt giùm em con C6 nha. Rồi. Mã C6 xem 2 cho chị Đỗ Nguyên. Rồi còn gì nữa? Chị Hồng Chi. Bé xem 6 chị Nguyễn 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 rồi, Nguyễn Nguyễn có đơn. Mã xe 6 xem 6 chị Như Quỳnh. Rồi. Mã xe 6 xem 6 chị Hương Võ. Mã xe 6 xem 1 chị Huỳnh Linh. Huỳnh Linh có đơn. Rồi em con này yếm đen là em còn 2-3kg thì chị cho lên Phương ơi. Yếm đen, cái yếm đen nó nguyên một set là 152.000 nha mấy chị. Yếm rời và áo rời, tách ra mặt rời được nha mọi người ơi. Rồi con này em còn size từ 101 tới 150 kèm size giùm em. Con này chốt cho em là mã C6, chị nào chưa có thì comment lại giùm em nha. Rất là đẹp luôn, cái màu siêu nét cho em nha mấy chế ơi. Form này nó suông suông rất là đẹp luôn. Yếm đen còn size 2-3kg nha chị. Rồi. Quá đẹp, quá đẹp, xuất sắc lắm. C6 từ 101 tới 150 à. Tới 35-37kg cho em nhé mọi người. Mã C6 xem nữa chị Bích Trâm Huỳnh. Rồi. Mã C6 với 20kg chị My My Nguyễn. Rồi. Em ở nước ngoài chế inbox cho em nha. Rồi ok nhung bưởi nha. Ok em. Dù là hồi sang dù nè. Ủa cái này hình như chế thì chiều chế lấy dần thải cái rồi. Con. Con. Kiểu khác. Con. Mã C6 với 20kg chị Gia Cát. Đẹp. C6 kèm size giùm em nha. C6 kèm size giùm em nhé chị. Yếm đen đó là nguyên một set bao gồm cả áo thun và một cái yếm ở ngoài như thế này nè. Hai cái ạ. À? Hai một cái luôn á nha mọi người. Một cái yếm đen. Mua được ha. C6 chị Bích Trâm Huỳnh có chưa? Mimi Nguyễn có chưa em? Gia Cát có chưa? C6. Rồi. Còn. Rồi cái này chốt cho em là C7 đi con yếm. Set yếm đen này. C6 cái em cầm là size 101, Manacan là đang là 17kg, 16-17kg đó chị. Cái em cầm là size 101 nha, tương ứng với cái Manacan đang mặc nè. Cái này tay lỡ lỡ đó mọi người, sao Manacan mặc thành tay dài luôn rồi. Mã C6 xem tôi chị Tuyên Tuyên. Cái là yếm đen nè. Mã yếm đen bé 23kg chị Cao Lê. Nguyên một set luôn đó mọi người, 152.000. Yếm, cái yếm này là chất jean mỏng nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Con này chốt cho em là C7. Dạ yên con, 250 nha chị Thanh Nguyễn ơi.
áo vàng sau lưng chốt cho em size 150, chị bắp bắp kìa. Chị bắp bắp thông tin cho em. Dạ có. Chị bắp bắp áo vàng sau lưng chốt size 150. Cái áo vàng đó size nó lớn hơn size bình thường nữa size nên mà chốt chốt size chốt kỹ kỹ giùm em nha mấy chế ơi. Set yếm có size 150. Set yếm này em có từ 101 chốt cho em tới 106 kèm size là C7 giùm em nha mọi người. Giá là 152.000 kèm size cho em nha mấy chế. Chốt rất là đẹp luôn mọi người ơi. Yếm này là rời nha mấy chế. Mọi người săn cái tay lên thì nó sẽ trùng màu với cái yếm jean này, chốt rất là đẹp. Áo sơ mi vàng mahogany xem rưỡi chứ chị bắp bắp. Đẹp lắm. Cái set này con này chốt cho em. Quá đẹp. C7. Chị Lê Nữ chắc mặc size 120 thôi các con. Mà em đeo bé 21kg chứ chị Lê Nữ. Rồi C6 kìa, C6 còn rưỡi không mấy đứa? Thân hình có đơn chưa? Thân hình C6 là cái váy này nha chị ơi. C6 là váy màu xanh này nhá. Váy màu này nhá, C6. Mã C6 bé 37kg chị Thân Huỳnh. Thân Huỳnh C6 còn 1, 2, 3, 5 và C7 còn chắc còn đủ size ấy mọi người. C7 là cái yếm nha. Dạ váy chị Trân cầm trên tay là mã C6 nha chị Lan Huỳnh ơi. C6 là cái váy này em đang cầm nè mọi người, giá là 145.000 nha. Đẹp lắm, rất là xuất sắc luôn. Rồi chị nào chưa có con nào thì hốt thôi. Không rồi. Túi gấu em không có bán chứ rồi, túi gấu em hết hàng rồi. Túi gấu hết rồi. Rồi, chị nào lấy con nào thì comment con đó giùm em nha mọi người. Rất là đẹp luôn á, xuất sắc nha. Rồi. Lê Nữ đó hả? Lan Huỳnh hả? Cầm mấy size lấy 20kg cho 1m2 chị Lan Huỳnh. Lấy 130 đi em. Dạ em đang cầm hơi to chị Lê Nữ ơi. Rồi áo vàng size 101. Áo sơ mi vàng size 101. Mã 6 xem rưỡi chị Kim Đặng. Em hết 101 và cái áo sơ mi vàng này em hết 101. Còn từ 120 tới 150 hay sao? Ờ, đúng rồi. 2 tới 6 hay 2 tới rưỡi thì em không nhớ. Rồi tiếp cho em con quần này là mã C8. Rất là đẹp luôn, con quần này giá là 132.000 cái quần này nha mấy chị ơi. 132.000 kèm size giùm em nha mấy chị ơi, rất là đẹp. Form siêu nét cho em luôn và mọi chị đang xem tương tác chấm bài giùm em nha mọi người ơi, để nó đẩy comment nó không bị đứng comment nha mấy chế. Set hồng phía sau chưa lên, em lên xong cái quần này rồi em lên set hồng nha mấy chị ơi. Rồi 132.000 cái quần này chất siêu đẹp và form siêu nét cho em luôn mọi người ơi. Chất rất đẹp ha, con này em có từ 101 chốt cho em tới size 106 kèm size giùm em nha mọi người. Cái quần này mọi người phối với áo thun cực kỳ nét cho em. C7 kèm size giùm em. C8 sorry mấy chị. C7 là cái váy nha chị Bích Trâm Huỳnh ơi. C7 là cái yếm đen á chị. Còn con này là C8 giùm em nha mấy chị. Size từ 101 chốt cho em tới size 106 là tới size cho bé tầm khoảng 50kg. C6 kèm số điện thoại giùm em đi chị Út Cân. Chị Út Cân lên kèm giùm em cái số điện thoại và được đọc tên trên live rồi mình nhấn vô đường link phía dưới cho em xin địa chỉ nha chị ơi. Rồi C8 cho em là cái quần em đang cầm nha mọi người ơi. Lên đồ bé gái hả? Chờ em chút xíu em lên cái set sau cho mọi người nha. Rồi con này chốt cho em là C8 cóc tóc lên đơn cho em và giá là 132.000. Chất siêu đẹp luôn nha mọi người ơi. Chất đẹp lắm. C7 xem tới chị Bích Trâm Huỳnh. C6 xem chị. Rồi, con này chốt cho em là C8. Mã C6 bé 27kg chị Út Cưng. C8 Cưng thấy chị Mỹ Phượng không Phương? Chưa thấy Mỹ Phượng không? Út Cưng á, trên cái comment của chị Út Cưng á. Rồi, con này chốt cho em là C8 nha. Mấy chị comment lại giùm em để cho nó đẩy comment lên nha mọi người ơi. C8 kèm size giùm em nha mấy chế. Rất là đẹp luôn, con này chất vải siêu xịn sò luôn ha. Thấy được người ta bình luận thì vui hơn chút xíu rồi. Rồi C8 kèm size giùm em nha mấy chế. Mã C8 bé 20kg chị Mỹ Phượng. Rồi 35kg chị Mỹ. Mã C8 bé 35kg cộng 1 chị Mỹ Phượng. Rồi Mỹ Phượng có đơn, chị Uyên Vũ lấy 101 và 130 luôn kìa em. Chị Uyên Vũ lấy 120 và 130 á. Xong rồi C1 á. Mã C1 và 120 và 130 chị Uyên Vũ. Rồi chị Uyên Vũ có C1 và C2 rồi đó chứ. Rồi chốt cho em con này là C8. Chị nào chưa có thì bình luận lại giùm em nha mọi người. Và kèm icon đồ này kia để cho nó đẩy bình luận lên nha mấy chớ ơi. Rồi, ơi. Rồi tiếp cho em nha. Ê lên con áo này nữa đi, nó đẹp quá. Cái màu quá đẹp luôn. Rồi em lên cái set sau cho mọi người nha. Con này chốt cho em là mã C9 kèm size. C9 em có từ size 80 chốt cho em tới size 101 nha mọi người. Và từ 80kg tới 17kg kèm size giùm em. C9 cho em nha cả nhà. Size nhĩ. Con C9 này là size nhĩ nha mọi người. Chất rất là đẹp cho em luôn và form cực kỳ nét cho em. C9 kèm size nha mấy chế ơi. Quá đẹp.
Con này là 100.000 kèm size giùm em nhá. C9 100.000 kèm size giùm em nhé mọi người. Size từ size 80 kg chốt cho em tới 17 kg kèm size giùm em nhá. 100.000 kèm size. Form rất là đẹp luôn. Hình như hồi chiều em có bán một cái áo hình như không có. Không phải. Hôm nay bên em cũng có bán nó chị Út Lân ơi. Tôi mấy cân trong hôm nay mà chị tao. Được cái con này gỡ ra coi đâu. Tám ấy tại sao không được được. C9 kèm size giùm em. Không được đâu rồi. No. Nêu. Chốt cho em tới 16-17 tiếng thôi mấy chị ơi. Mã C9 21 chị Nguyễn Quyền. Chị Nguyễn Quyền. Ai da, chán rồi, chán. Mã C826 chị Trần Trang để đẹp. Rồi. Đây, mình sót lại. Con này chốt cho em là C8 chị Phúc Hằng có cho em. Phúc Hằng C8. C101 C8 cái này C9 rồi. Mã C8 bé 30 kg chị Phúc Hằng. Phúc Hằng. Rồi con này chốt cho em là C9 nha mấy chị ơi. C9 100.000 size 80 tới size 101 kèm size giùm em nha mọi người. Chốt rất là đẹp cho em luôn. 100.000 kèm size. Cái màu xanh coban cực kỳ nét luôn nha mấy chị. C10 kèm size giùm em nha. Ủa, C9 chứ. C9 kèm size giùm em nha mấy chị. C9. Cho em xem lại cái áo tay dài bé trai vừa rồi. Nãy giờ em đâu có like cái nào tay dài đâu chứ. Cái sơ mi á hả? Cái đó là ý em nói chơi với mọi người là áo cho bé trai còn đà váy cho bé gái thôi được 101 rồi nè. Cái áo này nè bé trai nè, nãy giờ em cái này là C5 cái áo này bé trai từ 101 tới size 106 là C5 nè chế. Nãy giờ chưa có like cái nào mà áo tay dài bé trai hết. C5 còn đủ size. Mã C9 bé 17 kg chị Trung Ngọc XK là được rồi. C5 em còn đủ size nha mấy chị ơi. Chị nào lấy C5 thì comment lại giùm em. Con C5 là cái áo sơ mi trắng 145.000. Đẹp lắm. Rồi lên set Maracan này luôn. 22 kg mặc size bao nhiêu kèm chiều cao giùm em. Chị Khánh Như comment kèm chiều cao và số cân giùm em nha. Rồi tiếp cho em con này là mã C10. Mã C5 bé 50 kg chị Mai Phương. Mai Phương có đơn. Con này chốt cho em là C10 kèm size nha mấy chị ơi. C10 còn em. Mã C5 xem rồi chị Thảo Mộc. Rồi Thảo Mộc có đơn. Rồi chị nào chốt cái áo sơ mi trắng này là C5 nha mấy chị. Chốt rất là đẹp. Trời ơi trời, cái form rất là xịn sò luôn mấy chế ơi. C5 nè. C5 siêu nét cho em luôn. Rồi con C10 nè em có từ 80kg tới 17kg kèm size giùm em. Dạ sơ mi trắng 15kg mặc vừa nha chị Trần Hương ơi. Sơ mi trắng 15kg vừa nha chị. 15kg mà bé chị cao nha chị ơi. Bé cao nha chị, cái form này nó dạng hơi rộng, mặt rộng á mọi người. Cá sơ mi trắng này quá đẹp nè mấy chế, em xô lại cá sơ mi trắng cho mọi người xem lại nè. Chất rất là đẹp luôn cho em, 145.000 thôi mọi người ơi, nhìn giùm em cái chất nè. Rất là xịn sò luôn mấy chế, con này là C5 nha, cả nhà chị nào chưa hốt được con C5 này thì hốt liền hả? Dạ, áo vàng là mã C1 nha chị Lê Lan ơi, mã đó là 142.000 nha chị ơi. Rồi, chốt cho em con này là mã C. C10. C10 kèm size giùm em, áo sơ mi là 145.000 đó mấy chị. Mã C5 C2 chị Uyên Vũ. Rồi C10 cái áo này 98.000 C10 kèm size giùm em, size từ 80kg tới size cho bé 18kg kèm size giùm em nha mọi người ơi. C10 kèm size nhá. C10 con này là C10 nha mọi người. Chất rất là đẹp luôn. Đẹp lắm. Mã C10 C1 chị Lê Thảo Nguyên. Rồi. Mã C10 bé 15kg chị Ngoan Heo. Còn nha chị Bảo Giao lên kèm chiều cao giùm lên kèm số cân giùm em nha chị ơi. Lên kèm số cân giùm em. Chị bé Kiều ơi, hình như nãy chị bé Kiều comment 17kg không em? Dạ không chứ. À bé Kiều 19kg. 19, 18kg không được chế ơi. Con này em chốt tới 17kg thôi. Con này tầm 17kg, tầm 3 tuổi thôi mọi người. Tới 101 thôi, không có 120. Size này em có từ 80kg tới 17kg kèm size giùm em. Giá là 98.000 cái áo này. Rồi cái quần chốt cho em là mã C11 luôn nha mấy chế ơi. C11 kèm size giùm em luôn nha mọi người. Chất rất là đẹp luôn. Con quần này giá là 158.000 quần jean ha. Quần jean giá là 158.000 cho em. Tôi cứ mượn C8 29kg còn không em? Còn đó Phương. Có chưa? Có rồi Tấn ơi. Dạ C5 là 145.000 nha chị Út Cưng ơi. C5 là mã áo sơ mi trắng nha chị ơi. Sơ mi 145.000.
Dạ có nhí á chị. Hồi nãy em mới la cái áo không xay nhí đó chứ. Rồi cái áo này chốt cho em là C10, còn cái quần này là C11 đúng không? Rồi C11 giá là 158.000 cái quần jean ha. Ở phía sau là 50% thun như thế này, rất là đẹp. 80kg tới size cho bé tầm khoảng 17kg kèm size giùm em. C8 bé trai mặc được không? C8 là cái gì ta? Cái quần màu đỏ. Được mà chế. Tại sao không được? Cái đó là dáng tầm khoảng dáng đây nè. Dạ, C11 em có 150 với chị Nguyễn Mỹ Linh thôi nè. Cái này mọi người phối với áo khung rất là xinh luôn. Cái này là quần ngố tầm khoảng 5-6 phân đó mọi người. Chất rất là đẹp luôn á. Cái quần đó mặc lên form đẹp lắm. Rồi con này chốt cho em là C11 80kg tới 17kg nha cả nhà. C11 kèm size giùm em nha mấy chế ơi. C11 nha cả nhà. Chất đẹp lắm. Con này giá là 158.000 kèm size giùm em. 80kg mặc được cho bé tới 17kg kèm size nha cả nhà. C11 nha mấy chế. Chất jean, chất siêu đẹp luôn. Nó mềm mỏng ha. Rất rất nhẹ mặt. Cool lắm mọi người. Rất là xinh luôn. Rồi C11 kèm size giùm em. C5. Rồi út cưng. Mở C5 bé 17kg chứ chị út cưng. C11 kèm size giùm em. Mình đã có đơn bên em rồi, mình bóc cho em xin thông tin và địa chỉ nha chị ơi. Ôi, cái này hồi chưa chứ like còn tốt rồi nữa này. Không có like. Rồi con này chốt cho em. C11 là quần nha mấy chị ơi. C11 là quần. Rồi tiếp cho em cái này là C12. Mã C11 bé 14kg với chị Trần Hành. 142.000 C12 kèm size giùm em. C12 kèm size giùm em. Hồi chưa còn tóc size nào mấy đứa. Để coi gì chứ ơi. Rồi con này chốt cho em là mã C10. C12 kèm size. C12 kèm size 142.000, size từ 101 tới size 160 nha mọi người. Chị nào hồi chưa có chốt được con này thì hốt nha mấy chế ơi. C12 kèm size giùm em nha cả nhà. Chất rất là đẹp luôn, con này form cực kỳ nét. Em có từ 16 kg trở lên và chốt cho em tới size cho bé tầm khoảng 47 kg ha. Chất siêu nét luôn cho em. Con này chốt cho em là mã C12 kèm size nha mọi người ơi. C12 size từ 101 chốt cho em tới size 160 nha mấy chị ơi. Cái này cái váy ha, khi mà mọi người mặc lên là nó độn cái form lên như thế này, giống như là mọi người mặc một cái chân váy, mặc cái áo thun. Form rất là đẹp luôn con này. C12 kèm size giùm em và nhớ giùm em là khách mới nhớ giùm em kèm cái số điện thoại nha mọi người. Được đọc tên trên live rồi, mấy chị khách mới nãy giờ được đọc tên trên live rồi, mình inbox cho em xin địa chỉ nha mấy chị ơi. Con này chốt cho em là mã C12 kèm size nhá. C12 từ 15 tới 47kg kèm size giùm em. C12 chất rất là đẹp cho em luôn con C12 này nha cả nhà. C12 kèm size. Mã C12 bé 37kg giúp chị Hương Huỳnh. Mã C12 xem 6 giúp chị Tâm Nguyễn. Mã C12 bé 35kg giúp chị Đoàn Ngọc Trang. Rồi Đoàn Ngọc Trang có đơn. Thiếu gì? C12 chỉ có xem 6 liền. Đẹp lắm. Quá đẹp luôn, cái form siêu đẹp nha mọi người. C12 kèm size giùm em nha mấy chứ. C12 kèm size giùm em nha cả nhà ơi. Size từ 101 chốt cho em tới 160 kèm size giùm em nha cả nhà. Đẹp lắm, chất và form siêu đẹp luôn. C12 trời ơi, cái áo xinh quá. Chất siêu đẹp luôn, 100.000 kèm size giùm em. Con này chốt cho em là mã C13 kèm size nha mấy chế. 80kg chốt cho em tới size 17kg kèm size giùm em. Một con áo rất là hàng luôn. Trời, cái form này mọi người ơi, xuất sắc luôn. Con này chốt cho em là mã C13 kèm size nha mọi người. Form cái dáng nè, siêu nét luôn và cực kỳ dễ thương luôn. Con này cực kỳ hàng cho mọi người luôn ha. Kèm size giùm em. Em có từ 80 chốt cho em tới size 101 kèm size nha mọi người. Chất vải siêu xịn sò luôn, 100.000 kèm size cho em nhá. Form rất là đẹp. Con này chốt cho em là C12 nha mọi người, size 80, C13, size 80 tới size 101 kèm size cho em nha. Chất vải siêu nét luôn cho em. Con này phối chung quần hay váy với áo đi chị? Phối chung quần hay váy với áo đi chị hả? Rồi cái áo này là phối được với cái quần jean này nha mọi người, rất là cưng luôn á. Nè mọi người ơi, đẹp lắm luôn á. Cái dáng này lên form siêu nét luôn. C13 đúng không em? C13 kèm size cho em nha mấy chị ơi. C13 kèm size. Size từ size 80 chốt cho em tới size 101. Rất là đẹp, form cực kỳ nét cho em luôn. C13 cho em nhé cả nhà. Lúc siêu sushi như được rồi em. Được rồi.
C13 kèm size nha mọi người. Chấm bài tương tác giùm em nha mấy chị ơi. Đang xem chấm bài cho em xin một hai nút tương tác và chia sẻ bài viết của mọi người ha. Hôm nay rất là bị ổng comment luôn mọi người. Nên là cố gắng chấm bài, chấm bình luận giùm em nha mọi người. Rồi, kèm size cho em con này chốt cho em là C13 100 ngàn. Chốt và form siêu đẹp luôn con này, dễ thương lắm mọi người. Cái này phối với cái quần màu trắng hoặc là quần jean này mọi người mặc cũng xinh lắm chứ. Nè, phối với cái đồng đũa này xinh lắm. Nhi chẳng mơ phê à, lão bà ơi. Cái mà cô đơn phê à? Chứ có dâu ta mà vây cua là. Nè, dễ thương không? Rất là xinh luôn. Đẹp lắm không mọi người? Chất vải siêu đẹp luôn ha. Con áo này form rất là nét luôn cho em. Cái form nó dáng rộng rộng xinh lắm. Chị ơi, đang xem chấm bài cho em xin một hai nút chia sẻ và bài vào mọi nhóm nha mấy chị ơi. Cảm ơn mọi người nào có các mới lên kèm em số điện thoại ghi chốt đơn nha mấy chị ơi. Chỗ bỏng kìa. Ta chọn xem nó có bỏng. Có bỏng không? Ở bên này tiếp cho em con này nha mọi người. Dạ, là máy mà chị nhận nha, mà đó có, mà đó là C11 chị ơi, mà đó là 100 chị em nha. Rồi tiếp cho em. Con này chốt cho em là C10. C14. C13 cho chị mặc bự. Mặc bự có đơn. Con này chốt cho em C14 nha mọi người. Rất là đẹp luôn, 100.000 kèm size giùm em. Dễ thương, cái hình siêu đẹp luôn cho em nha mọi người. Cái hình siêu đẹp và chất vải cực kỳ xịn sò cho em. Con này chốt cho em là mã C14 kèm size giùm em nha mọi người ơi. Cái này trai gái đều mang được nha mấy chớ. Chốt rất là đẹp luôn cho em. Con này chốt cho em là mã C14 kèm size 100.000 kèm size giùm em. Size em có từ 80kg chốt cho em tới size 17kg kèm size nha mọi người ơi. Form rất là đẹp và chất vải cực kỳ xịn sò luôn. Con đã áo này cho em ha, 100.000 kèm size, 80kg tới 17kg kèm size giùm em. Nãy sổi xong lại bằng là lên hình chê. Con này chốt cho em C13 ha. Quần jean trai gái đều mang được nha chị ơi. C14 thôi mấy chết. Quần jean trai gái đều mang được nha chết. Cái quần jean đấy tại vì là size nhí nên là bé nhỏ bé lớn đều mang được ha. Bé cỡ tới tầm khoảng 2-3 tuổi đều mặc được nha mọi người. Rồi chốt cho em con này là mã C14 kèm size. Chị nào chưa có thì hốt liền cho em nha. C14 cho em 100.000. Tương tác chấm bài giùm em nha mấy chị ơi. Lên cái yếm này cho mọi người. Tương tác bài với giùm em và chấm bài giùm em nha mấy chị. Rồi con này chốt cho em là mã C15 luôn. Con dâm đây hả? Rất là đẹp kìa. Ủa cái này là mình chưa bán rồi. Rồi con này chốt cho em là mã C15 kèm size, cái dâm rất là đẹp luôn. Form siêu đẹp và chất siêu đẹp nha. Cái này dâm này dành cho bé trai bé gái đều xinh nha mọi người. Rất là xuất sắc cho em luôn ha, con dâm. Dâm này em có từ size cho bé 16kg chốt cho em tới size cho chế coi cái form size lớn nhất. Size 16, con này tới size 16 nha mọi người. Form rất là đẹp luôn. Con này chốt cho em là mã C15. Giá chỉ có một màu thôi nha chị Trần Linh ơi. Cái dâm này giá là 172.000 kèm size giùm em nha. Cái này không 168 thôi em. 168.000 kèm size, cái này chắc được tới 45 kg nha mọi người, 45. Rất là đẹp luôn. Con đầm con dâm này xuất sắc luôn, có màu duy nhất. Chất rất là đẹp cho em. 168.000 cái dâm này ha, chất siêu đẹp, form siêu đẹp luôn. C15 kèm size giùm em nha mấy chớ ơi, size từ 101 chốt cho em tới size 106 được 2 g. Đẹp lắm luôn mọi người, chất vải siêu đẹp. Áo đằng sau bao nhiêu ạ? À? Áo đằng sau là 100.000 nha chớ ơi. Còn C15 này là giá 168.000 cho em nhá. 168.000 kèm size nha mấy chị ơi. Mã C15 xem rưỡi chị Nguyễn Mỹ Linh. Rồi. Xem rưỡi chị Đoàn Thanh Thúy. Xem rồi, ba chị Lan Quỳnh. Đẹp lắm, xuất sắc lắm. C15 này hồi trưa chị nào hỏi em giờ vô chốt cho mọi người. C15 kèm size. Mã C15 bé 21kg chị Võ Thị Hoa. Xem 6 chị Thiên Kim. Vé đen Maracan mặt còn á chị, nguyên một set đó là 152.000 nha chứ. Áo hoa đằng sau là 142.000 nha chị Hải Hằng chị luôn. Áo sơ mi hoa là 145. Có không ta? Bán 145 hay 142? Gì?
Nào cơ. Hoa. Cái hoa. Mùa 2. Rồi size 15 kèm size giùm em nha, chị nào chưa có thì hốt cho em. Rất là đẹp con giùm này, trai gái đều mang được nha mấy chị. Đâu lên chị. Trai gái đều mang được nha mọi người. Form rất là đẹp luôn. Giá hoa đẹp. Còn 32 kg cho chị Hải hoàn chỉnh thôi. Rồi, chị nào lấy cái nào thì comment cái đó giùm em nha. Rồi size 15 kèm size em hết size 150 đúng không em? Dạ đúng rồi. Rồi, cái này em còn 1 2 3 4 6. 1 2 3 4 6. Em hết cho 150 chị Cúc Phạm ơi. Hết 6. Hết 6 luôn rồi. Hết rưỡi hết còn 6 rồi chứ. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Quá đẹp luôn. Con này size 140 mặc được tới 32 kg cho mọi người. Rồi. 32 kg kèm size em 3 2 3 3 kg, bé rất là xinh. Size 15 kèm size giùm em. Đẹp lắm. Mã size 15 size 1 chị Hà Trâm. Rồi. Mã size 15 bé 17 kg chị Thanh Hằng Bùi. Rồi, Thanh Hằng Bùi có đơn. Size 15 kèm size giùm em cái giùm này 168 nha, size 15. Ủa, cái này nó đẹp lắm. Em còn từ 101 tới 130, 134 rồi. 1 2 3 4. Size 15 em hết 38 kg rồi nha chị Trùng Vinh ơi. Size 15 hết hết size đó rồi chứ. Em còn tới size 140 nha mấy chị. 33 kg, 32 33 kg size 15 kèm size giùm em nha. Chốt vào form siêu đẹp, chị nào chưa có thì hốt liền 168 nhìn trai gái đường mang đẹp không. Rồi. Tiếp cho em. Con áo này chốt cho em là C16. Mã C15, C2 và C4 chị Cúc Phạm. Xuất sắc. Rồi con này chốt cho em là C16 kèm size nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Con áo 148.000 kèm size giùm em. 148.000 kèm size nha mấy chị ơi. Size em có từ 101 tới size 160 nha mọi người. Chất vải siêu đẹp cho em luôn con áo. Chất siêu đẹp, form siêu nét cho em nha. À, có bộ tay dài, quần dài bé không? À, không có chứ ơi. 134. Chị Fiona ơi, mã size 15 em hết size 12 rồi nha chị ơi. Size 101 là từ 16 tới 18 kg mặc được nha mấy chị. 134 ha em. 134 hết 120 chứ. Rồi con này C16 cho em, chất rất là đẹp, form rất là đẹp. Nhìn cái chất vải nè mọi người, rất là xịn sò cho em. 148.000 con áo sơ mi này nha mọi người. Trời ơi trời. Mã 16... size 15 bé 27kg giúp chị Hương Trần. 16kg chốt cho em tới size cho bé tầm khoảng 16 tới size cho bé tầm khoảng 50kg bé nha mọi người. Size 160 chốt cho em từ 40 tới 50kg trở lên giùm em nha. Rồi còn 130. Rồi còn cái size 15 size 101 chị nào lấy thì hốt luôn nha mấy chứ. Rồi size 15 là cái giùm á. Rồi cái này size 16 giùm em. Chị Hương Đặng lấy cái set 16 bé 35 kg chị Nguyễn Diễm. Chị Hương Đặng 27 kg lấy cái set đen nữa em còn. Rồi con này chốt cho em là size 16 nha mấy chị. 148 ngàn rất là đẹp luôn, rất là đỉnh luôn con áo ha. Siêu đẹp. 27 kg á em, cái set đen á. Dạ đầm đen phía sau là mã size 3 hoặc mình comment đầm đen phía sau kèm size giùm em chị Hoa Thái thôi. Comment đầm đen cũng được nha mấy chị. Lấy đầm đen comment đầm đen giùm em. Rồi con này size 16 cấp tốc lên đơn 148.000 rất là đẹp. Mã đầm đen nó lên cao cho chị Hương Đặng. Trời ơi trời cái chiếc vải này mấy chị. Xuất sắc luôn, nhất cái nách luôn cái chiếc vải. Form quá đẹp, quá đỉnh luôn. Có size 16 này kèm size giùm em rồi. Đọc. Em hết rưỡi rồi chị Trần Trang gãy đẹp ơi, em còn... Em chỉ còn thêm 6 thôi nha, 6. Chị ơi, lấy 6 thì comment lại giúp em nha. Lấy 6 thì comment lại nha chị. Rồi con này chốt cho em là C16, chị nào chưa có đơn thì hốt 148 ngàn kèm size C16. Chị bắp bắp có đơn rồi đó chị. C16 chị bắp bắp dạ, có đơn. Dạ chị có mã C15 27kg rồi nha chị Hương Đặng ơi. Rồi tiếp cho em, mã dung trắng còn size 101 thôi chị Tôn Trúc, hết rồi. Dung trắng này size 15 còn cái đúng cái 101, 16 tới 18 kg nữa. Em còn đúng cái duy nhất. Rồi. Rồi chốt cho em con này là size 18. Ủa không, size 17. Cái áo size 16 này chị bắp bắp có rồi nha chị ơi, rất là đẹp luôn mọi người. Form siêu hàng luôn cho em nha. Chú có size 16 chị bắp bắp chưa có hả? Dạ, 150. À không có 150 hay sao? Dạ có size. À hết size rồi. Em hết size rồi, Nguyễn Diễm có rồi chơi. Cái này em hết size 150 rồi mấy chị. Rồi. Rồi ok chị, em lấy cho chị rồi á. Rồi. Size 16 em hết 160. Ờ hết 150 rồi, em còn 1 2 3 4 6 nha mọi người. Rồi tiếp cho em. Dạ dung trắng là bé trai mặc được luôn nha chị Yên ơi. Trai gái đều mang được con dung trắng hết á mấy chị. Phải không? Hình như lộn mà em ơi. 1 1 2 2 có không? Dạ size 16 em hết size 150 rồi nha chị Bắp Bắp ơi. Bé mình bao nhiêu ký mình nên kèm chiều cao và số cân của bé giúp em nha. Không phải nè.
xem mười sáu ở Sumi đó, 16 rộng. Mã xanh trắng xem mốt chị Nhi Ngô. Rồi Nhi Ngô có đơn. Size 16 chị nào ạ? Size 16 size 16 Thu Mai chị thấy không em? Mã size 16 size 16 chị Thu Mai. Rồi. Em hết 150, em còn tới 4 thôi mấy chị. Em còn tới 4 thôi. Rồi cái này chốt cho em là size 10. Size 17 giùm em. Size 17 cái quần này giá là 142.000 kèm size giùm em. Em có từ 101 chốt cho em tới size. Size 16 không? Từ 101 chốt cho em tới size 16 nha mọi người. Size 17 kèm size giùm em nha mấy chị ơi, cái quần chất vải siêu đẹp. Form siêu đẹp giùm em luôn nha. Siêu đẹp luôn mọi người. Cái này chốt cho em là size 17. Form rất là xuất sắc luôn. Quần chất và form rất là đẹp, 142.000 kèm size giùm em. Size 10 size 17. Nãy thì trời sẽ chuyển từ hơi giật thi sầm mô tới chuẩn đây chị lại đây. Size 17 kèm size nha mọi người, rất là đẹp luôn, con quần chất rất là đỉnh luôn cho em. Chị nào nhận được hàng đơn thứ 7 rồi mọi người, coi giùm em cái chất nha, chất rất là đỉnh luôn mấy chứ. Cái hãng này mọi người săn đi thật sự luôn, chất rất là đẹp. Và đợt này dịch nữa em bán giá tri ân cho mọi người, nên là ráng săn ha mấy chứ. Size 17 kèm size giùm em. Size 17 đẹp lắm. Mã size 17 size 1 chị Hạnh Hà Nam Nguyễn. Mã size 17 để 31kg cho chị Nhung Nguyễn. Mã size 17 để 20kg cho chị Tôn Trúc. Size 6 chị Nhi Ngô. Rồi size 17. Rồi size 17 còn size nhiêu em? 135, em còn 3 size nha. 101, 103 và 150 chị nào chưa có comment lại giùm em. 135 nha chị Võ Phương ơi. Mã size 7 size 1 chị Mai Gia Lê. Rồi Mai Gia Lê có đơn. Chị Võ Phương có đơn cho em. Dưới 40kg chốt cho em size 150 nha mấy chị. Rồi em còn size 103, 105. Em chỉ còn size 124kg thôi nha chị ơi. Mã này em có 12kg nha chị ơi. Rồi em còn size 103 và 150 thôi là em hết hàng. Mã size 17 size 150 chị Võ Phương. Rồi còn cái 130. Mã này em còn 130 nha mọi người. 22, 23kg tới 25, 26kg cho em. Rồi chốt cho em con này là mã size 18. Cái đầm này 138.000 kèm size giùm em. Chị Phương Ngân ơi, mã đây không có 12kg nha chị. Rồi lấy nguồn zin thì comment nguồn zin gắt là được nha chị. Rồi quần kem maracan mặc ngoài cùng kia lên chua chân dạ lên rồi á chị. Cái quần kem maracan mặc là C2 148.000 còn size nhiêu em? 140. Cái C2 quần này 140 nha mấy chị. Đẹp lắm, con C2 này rất là đẹp luôn mọi người, chất và form siêu đẹp luôn á. C2 này form rất là đỉnh luôn, còn 140 và size 140 chị nào chưa có thì hốt nó đi mấy chết. Quần ngố này trai gái đều mang được rồi. Chốt cái này là size nhiêu em? C18 rồi, C18. Mã C17 để 27kg cho chị Phương Ngân. Rồi con này C18 kèm size giùm em, 138.000 C18 nha mấy chị ơi. Size từ 101 chốt cho em tới size 106 nha. Quần riêng rách không có size 106 chị Võ Phương. Cái quần riêng rách đó em có từ 101 tới 180 tới 101. 1 với 4 rồi em ơi, hết 120 rồi. 1 với 4 thôi mấy chị, không có 120 C2. Quần kem 14 thôi, quần kem comment quần kem hoặc là C2 giùm em. Rồi con này C18 138.000 kèm size giùm em. C18 nha mấy chị. C17 em hết hàng rồi mấy chị ơi, cái quần màu đỏ em hết hàng rồi. Mọi người chuyển sang C18 giùm em. 1 với 4 em, mấy cái 1 mấy cái 4 báo luôn đồng. Ôi. Rồi, 240. Rồi. Chúc quần kem đi Phương. Quần kem là C2, Hạnh Hana Nguyễn có C2 chưa? Rồi. Mã C18 xin 3 chị Lan Huỳnh. Rồi. Mã C2 xin 1 chị Hạnh Hana Nguyễn. Rồi. Cái này chốt cho em C18 nha mấy chị, quần jean gắt size 100. Cho chế cái quần jean gắt đi, quần jean gắt là 158.000. Rồi, con này là C18 nha mấy chị, C18 kèm size giùm em nha. Quần jean gắt size 100 giúp chị Mai Gia Lê. Rồi, cái này C18 chị nào chưa có thì comment giùm em cho em xem những cái gắt màu hồng. Ok chị. Chờ chút xíu đi. Cho chén cái trăm cho chén cái quần jean gắt cho mấy đứa. Rồi, chốt C18 đi Phương. C17 làm hết 26 rồi chị Tuyền Tuyền ơi.
Rồi size 18 kèm size giùm em nha mấy chị, size 18 nha. Đẹp lắm. Mã size 18 xem 6 chị Thiết Tâm. Rồi, còn nữa. Còn mã size 18 xem 3 chị Ngân Hồ. Mã size 18 xem 2 chị Bé Lan. Còn đội hình. Giải thích bàn đó bé trai bé gái mặc đều được hết nha chị Phương ơi. Size 18 chị bỏ Phương có chứ Phương. Em thấy bình luận hả mấy đứa? Mã size 18 xem 6 chị bỏ Phương. Mấy chị comment lại để cho nó nhảy bình luận lên nha mấy chế. Rồi. Rồi em hết size 130, hết size 160, còn từ 1 2 3 1 2 4 5 nha mấy chị dạ, ơi. Em mặc lại lên rồi nha chị Phạm. Chị Phạm hàng lên mình lấy thì comment size giùm em nha chứ ơi. Bella anh có chưa em? Bella anh có rồi. Ngân Hồ có luôn rồi đó chị. Chị Ngân Hồ có rồi nha. Size 170 là bao nhiêu ký mặc vừa? Không, em có tới 160 thôi chị, tầm 45 47 ký bé thôi nha chế ơi. Bé tầm 45 47 ký và có một số mẫu bé 50 ký mặc được luôn nha mấy chị. Nên là chọn chị nào mà chốt, chọn kèm chiều cao và số cân giùm em để em lấy size chính xác cho mình ha. Rồi cái quần jean Maracan mặc cầm bên giùm em là quần jean Maracan mặc giá là 152.000, ủa 158.000. Em có từ 80 tới 101 là quần jean Maracan mặc nha mọi người, rất là đẹp luôn. Quần jean Maracan đang mặc nè, comment jean Maracan là được nha cả nhà. Rồi cái này size 18 chị nào chưa có thì hốt ha, 138.000 kèm size giùm em. Chất và form siêu đẹp luôn, cái đầm này cái chất nè. Rồi cái form đầm rất là đỉnh luôn nha cả nhà, nhìn giùm em ha mấy chế. Và cái thun rất là mát, cái thun nó mềm mát và rất là xịn sò cho em luôn. Con này chốt cho em là size 18, chị nào chưa đọc tên thì comment lại giùm em nha mọi người. Form rất là đẹp và chất cũng xịn sò. Rồi tiếp cho em. Con váy này là mã C19, size em có từ 80 tới 101 kèm size giùm em C19 nha mấy chị. C19. Thấy chế thái thái nè. Chế hỏi thì em thấy mà không thấy comment gì trơn đó bà ơi. Hỏi thì thấy, nãy giờ không thấy comment gì hết mà thấy hỏi là em thấy. Rồi con này chốt cho em là mã C10. C19 kèm size giùm em có từ 80 tới size 101 kèm size nha mọi người. C19 kèm size nha mấy chị ơi. Mã size 18 bé 28 kg chị Hương Đặng. Rồi Hương Đặng có đơn. Con này size 19 giùm em nha cả nhà. 80kg tới 17kg kèm size giùm em. Form rất là đẹp luôn. Chất vải siêu nét. Con này giá là 148.000 giùm em nha. 148.000. 148.000 cái đồng ha. Chất siêu đẹp luôn. Cái đồng này là size 19 kèm size nha mấy chị. Size 19 kèm size giùm em nha. Chị có rồi đó chị Hương Đặng, chị có cái đồng thun rồi đó. Rồi con này size 19 nha cả nhà, chất là chất đủ cho em, 148.000, size 80kg tới 17kg kèm size giùm em. Size 19 nha cả nhà ơi, chất vải và form siêu đẹp luôn. Con này size 19 kèm size nha mấy chế. Chất đẹp lắm. Form cực kỳ nét luôn ha, size 19 cho em nha. Tầng con này đơn giản mà chất rất là đỉnh luôn và cái form cực kỳ nét. Size 19 cho em nha cả nhà. Tiếp cho em con quần này màu hồng. Cái này cũng là từ size 80kg tới 17kg luôn. Con quần này chốt cho em là mã C20. Cái chất vải rất là đẹp luôn, co giãn và cái form cực kỳ nét. Con quần C20 này kèm size giùm em nhé. 80kg tới 17kg kèm size giùm em C20 nha mấy chị ơi. C20 kèm size nha cả nhà. C20 cho em. Bỏ qua đây giùm chế. Con này chốt cho em là mã C20 kèm size nha mấy chế. Form rất là đỉnh luôn. C20 nè, 80kg tới 17kg chất vải siêu nét cho em, giá là 132.000 kèm size. 132.000 C20 nha mấy chị ơi. Ồ cái hỗn hỗn đó nha, cái sức sầm mơ đó. Nó là thi á, xem men nó coi. Hả? Chơi đèn xem chấm chấm bài mà Cương tác bài giúp em nha. Và em chơi xin một chút chia sẻ bài nha. Chơi xem men đó nó còn nổi xuống rồi. Rồi con này C20 kèm size. Có C20 bé 10kg chị đồng nữ Thu Hiền. Rồi C20 kèm size nha mấy chị. Mai đi, nãy cơ kẻ quần mai lận. C20 đẹp lắm mọi người. Mà C20, C80 chị Hình Chi. Rồi Hình Chi có đơn. C20 cái đó là một cái yếm rời, một cái áo trong đó chứ. Rồi cái này là C20 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. C20 nha. Đẹp lắm, chất rất là đẹp luôn. C20 chất và form xinh đẹp luôn. Cá thun ba lỗ này C21. C20 em không có 22 kg nha chị Trang Trường, mà đang chỉ có 17kg trở xuống thôi nha chị ơi. Rồi con này C21 kèm size giùm em 80kg. Tới size cho bé tầm khoảng 17kg kèm size giùm em C21. Mã C20 bé 10kg chị Lý Ngọc. Lý Ngọc có đơn 10kg. Đẹp lắm. Quần chất rất là đẹp luôn mấy chế ơi.
đẹp lắm, chất rất là đỉnh luôn, cực kỳ đỉnh cho em luôn á. Rồi con này chốt cho em C21 92.000, quá đẹp luôn, form rất là đẹp và trai gái đều mang được, chất rất là đỉnh cho em luôn. Con này 92.000 kèm size, size 80 tới size 101, C21 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. C21 kèm size, size 80 tới size 101 cho em. 80kg mặc được, chơi tới cho bé tầm khoảng 17kg ha. Con áo ba lỗ rất là xinh. Cái tay này nó may ra như thế này nè, là cái form cực kỳ đỉnh luôn mọi người. Chất vải rất là nét cho em luôn. Em có từ 80kg tới 17kg kèm size C21 cho em nha mấy chị ơi. 92.000 C21 kèm size giùm em. Đẹp lắm, chất đẹp lắm mọi người. Dạ, C20 là 132.000 nha chị Thúy Phan ơi. Mã C21 size 80 chị Huỳnh Chi. Rồi, mã C21 để tôi đăng ký chị Nguyễn Thị Thúy Nga. Trai gái đều mang được nha mọi người. C21 em có từ 8kg tới 17kg thôi, không có size 22kg nha chị Thiên Kim ơi. Cái này 8kg tới 17kg kèm size giùm em. C21 rất là đẹp luôn, không có size lớn mấy chị ơi, cái này size nhỏ à. 80kg tới 17kg ha, cái này, ba lỗ sáng nách nè, form cực kỳ đẹp luôn. Sơ mi vàng em like rồi, chị ngoan heo C20 lấy size gì comment size giùm em nha chị ơi. C20 chị lấy size gì comment size giùm em nha chứ. C20 em có từ size hình như còn 100, 101 à. 12 tới 17kg thôi. Áo sơ mi vàng là em còn từ hình như 120 trở lên á. C20 là cái gì hả? Là cái quần á chị. Cái quần màu hồng á. Chị ngoan heo chốt C20 mà báo chị Trần Thiên Nga. Rồi ngoan heo có đơn. C20 là cái quần màu hồng này nè, đưa chế mụn này. Mụn cái này. Cái này nè chế, cái quần màu hồng này nè. 132.000, cái này C20 nè chị. Cái này C20 nha. C20 là cái này. Đẹp lắm, chất rất là đỉnh luôn cho em nha mọi người. C20 chất đẹp lắm. Rồi cái này C21 chị nào chưa có thì comment giùm em. 92.000 kèm size nha. Áo ba lỗ rất là full luôn. Chất rất là đẹp cho em nha mọi người. Cái này quần nữa đâu? Còn. Cái này còn ở dưới đó. Cái này ôi em lên con quần này. Rồi cái này cũng giống như C20 là mà nó có màu xanh. Con này chốt cho em là C21 nha mấy chị. C20 15kg. Còn em. Rồi cái này C21 cho em nha mấy chị. C21 15kg cho chị Nguyễn Thị Thúy Nga. À cái này C22 cho em nha. C22. Quá đẹp, form rất là xuất sắc luôn. Con quần này chốt cho em là C22 kèm size 132.000, chất rất là đỉnh luôn. Chất và form siêu đẹp. C22 kèm size mà em nha mấy chị ơi. 80kg chốt cho em tới size cho bé tầm khoảng 17kg cho em. C22. C21 không có 140 chứ ơi. C21 này size nhỏ nè. Và C22 này cũng size nhỏ, để em lên con size lớn cho mọi người nha. Bây giờ lên size nhỏ. C22 không có size 140 như chị Đỗ Quyên ơi, mà đó chị chốt tới 17kg trở xuống hết nha chị ơi. Rồi con này chốt cho em là C22 kèm size rất là đẹp luôn nha mấy chế. 80kg tới 17kg kèm size giùm em. C22 nha mấy chị ơi. Size cho bé từ 80kg tới 17kg. Con này chất vải rất là đỉnh và form rất là đỉnh luôn cho em nha cả nhà. Chất vải siêu nét và form cực kỳ nét luôn. C22 kèm size. Rồi con này C22 nha, chị nào chưa có thì hốt cho em nha mọi người. Đẹp lắm, chất rất là đẹp luôn. Nhiều hôn lắm à. Rồi cái này chốt cho em là C23 đi. Cái áo này C23 kèm size nha mấy chị. C23 giùm em kèm size. Size cho bé 16kg chốt cho em tới size 50-55kg kèm size giùm em. C23 nha cả nhà ơi. Quá đẹp. Rồi. Thấy C22 khách thôi, chốt luôn luôn. C22 sao cho chị Mai Gia Lê. Rồi, Mai Gia Lê chất vải gì? Chị hỏi cái nào chứ? Quần hay là áo? Áo là chất thun, còn quần là cái chất gì em? Chất dạng như không phải kaki mà cũng không phải jean nữa mọi người. Chất rất là đẹp luôn. Nó nhiều loại chất quá, em không biết chất gì luôn á bà ơi. Rồi chốt cho em con này C23 kèm size. Con này giá là nhiêu vậy em? Con chết cái giá là đồng 142.000. 142.000 kèm size giùm em C23 nha mấy chế ơi. Chất rất là đẹp. Con này em có từ 101 chốt cho em tới 160.
rưỡi hả? Má này chốt tới 40 kg giùm em nha mấy chị. 40 kg giùm em. Cái form áo này to nè, cái em đang cầm là size 140 á mấy chị. Chốt rất là đẹp luôn cho em, size 23 kèm size hả? Size 23 em hot size tới 150 kg rồi nha chị Lý Ngọc. Mã này em chỉ có tới 40 kg thôi nha. Quần xanh lá hả? Cái quần đó em không biết size, em không biết chất gì thật sự luôn. Chất rất là đẹp, dày dặn và nó chắc tay. Rồi, con này chốt cho em là C23 kèm size nha mọi người. Mã C23 bé 15kg chị Lê Hoài. Rồi Lê Hoài, con này chốt cho em C23 nha mọi người. Dáng nó rộng rộng vậy đó, form rất là đẹp luôn. Cái này 150 mặc được tới 40-42kg cho em nha cả nhà ơi. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Chốt. Mã C23 bé 15kg cộng 1 với chị Lê Hoài. Rồi, Lê Hoài có đơn. Quá đẹp luôn. Con này chốt rất là nét, 35kg lấy size này thôi mấy đứa. C23 chị Minh Nguyễn. Rồi, 130 chị Minh Nguyễn. C23 kèm size giùm em nha. Từ ngày biết chị tối nào cũng chốt đơn hết hả? Cảm ơn chị My Gia Lê rất là nhiều nha chế ơi. Đẹp lắm mọi người, chốt rất là đẹp luôn. Em còn like quần size chung bé trai còn đó chị. Còn xíu. Em còn like quần bé trai size chung nha. Rồi con này chị nào chưa có thì hốt cho em. Con này chốt cho em là mã C23 kèm size nha mấy chị ơi. C23 kèm size giùm em nha mấy chị. Đẹp lắm. Mã C23 xem tư chị Thanh Võ. Rồi. Rồi cái quần form rất là đẹp luôn. Cái quần này hồi chiều em có lên màu đen rồi nè mới chết. Chưa cái quần màu đen, cái form nó hơi khác, nó có dúng dúng ở đây mà cái quần này không có dúng. Cái này phối vào áo khung rất là đẹp. Rồi con này chốt cho em là C24 kèm size nha mấy chị ơi. C24 kèm size từ 101 chốt cho em tới size 150. Chỉ có một cái 101 và một cái 104 á. Tại vì cái form nó hơi to nên là em lấy cái size nó xíu lại cho chị, nhỏ lại cho chị một xíu. Cái C22 là cái gì vậy ta? Dạ C22 là em không có size lớn, em sẵn cái thông thôi. Em hỏi không có size lớn chứ, cái đó tới 101 thôi. Rồi cái này C23 kèm size giùm em. Em có từ size cho bé từ 101 tới 106 không em? C24 rưỡi hả? Rồi cái này tới 150. C23 là em hết 106 rồi nha chị ơi, chỉ còn size 104 thôi nha chứ ơi. Gì? Cái này em còn tới 40kg thôi, C23. Tới 106. Còn tới 106 kìa. Trời ơi, lấy ra đi ba. Cái này còn đủ size mấy chế. C23 em có đủ size kèm size giùm em. Cái này là C23 nè, cái quần em đang cầm. C23 kèm size nha mấy chị. C23 kèm size. Ủa? C24. C23 là cái này hả? Dạ, C23 là cái áo. À, C23 là áo nha mấy chị ơi, lấy cái nào comment lại giùm em. Cái này quần này chốt cho em C24 nha. Quần là C24. Quần là C24 nha mấy chị, sorry mấy chế. Quần là giá 148.000 cái quần này nha mọi người, rất là đẹp luôn. Quần cái form này rất là dễ phối áo cho em nha. Rồi. Dạ áo tím quần trắng với soi có size 9kg nha chị Thí Thảo Công ơi. Mình lấy thì comment quần trắng áo tím đằng sau nha chị ơi. Cái này chốt cho em là C24 quần, mấy chị có comment lại giùm em nha. Mấy chị lấy quần hay lấy áo? Áo thì em chỉ còn tới size 100 mấy em? Dạ, 120. 230 chị Hai Lúa lấy quần hay lấy áo vậy em? Dạ lấy quần chứ. Chị Hai Lúa lấy quần đúng không? Rồi. Mã C24 bé 17kg cho chị Hai Lúa. Ờ, một Facebook luôn mà phân sẽ. Ủa chứ cô tên em Facebook không đủ luôn. Vậy đâu cái gái giờ xíu lên liền nha chị Dung Nguyễn ơi. Rồi con này chốt cho em là C24 kèm size nha mấy chị. Em có từ 101 tới 106 nha mấy chế ơi. C24 cho em, C23 em tới 104 rồi chị, không có size, tới size 106 á chứ. C23 cái áo đó em còn tới 104 thôi. Rồi. Mã C24 C21 chị Ánh Hồng. Rồi con này là C24 nha mấy chế, kèm size giùm em nha. C24 cái màu rất là đẹp luôn. 40kg bé gái có nha chị ơi. Rồi cái C24 này phối với cái quần này rất, cái áo này rất là xinh. Áo này chốt cho em C25, giá là 145.000 C25 nha mấy chế. C25 là cái áo đang cầm là cái màu phối với nhau quá trời đẹp luôn mọi người. Rất là hàng cho em, rất là xuất sắc luôn hả. C25 là cái áo đang cầm, còn quần là mã C24 giùm em mấy chế. Có comment lộn comment lại giùm em nha. Form rất là đẹp và chất vải cực kỳ nét luôn. Tới 5 cái này hả chị? Cái quần này dán C24 cho chị Hạnh Hai nha người. Cái này bé gái á, mọi người thích mặc cái dáng ngố ngố, mọi người săn lên phối áo thun cũng được nha. Ánh Hồng lấy ra 24. Cái này chốt cho em là 24 và 25 kèm size. 24 và 25 kèm size giùm em, cái màu rất là đẹp luôn. 25 em có từ 101 chốt cho em tới 106 kèm size giùm em, tới 50kg. Và 24 là cũng vậy luôn, kèm size giùm em nha mấy chị ơi. 24 và 25, chị Ánh Hồng. Lấy rồi, lấy rồi. Ủa chị Ánh Hồng.
áo có nón thôi chị. Áo có nón em hết size 160 rồi chị ơi. Chị Hương Đặng lấy thì comment lại em nha chị. Rồi size 25 là áo khu áo sơ mi nè. Áo 145.000. Còn quần là chốt cho em là mã size 24 nha. Quá đẹp luôn, form rất là xuất sắc. Rồi 25 kèm size giùm em. Chị Ánh Hồng, ủa chị Ánh Hồng xả hay chị lấy vậy chế? Ừ thấy chị comment nè, chị xả hay lấy comment lại giùm em nha chị ơi. Xả hoặc là lấy nha, em xả rồi chị rồi á. Rồi size 25 giùm em. Size 24, 25 giùm em. Size 25 xem sao chị Tâm Nguyện. Để 22kg chị thấy thấy. Rồi size 25 kèm size nha mấy chị ơi. Size 24 và size 25 chất rất là đẹp luôn. Đây 40kg thì mặc size 160 nha mấy chị. Còn em, ủa rưỡi hả? Còn 6 đó em. Còn mà size 24 nha chế, chứ không phải size 24. 40kg mặc size 160 giùm em nha mấy chị ơi. Tập trung vô mấy đứa ơi. Dạ ok chị. Có size 25 xem sao chị may không? Rồi 25, 24 và 25 kèm size giùm em nha mấy chế ơi. Áo sơ mi là 25 giùm em, chất rất là đẹp. Đây theo lên cho mình như thế này ha. Dạ áo là size 25 nha chế, quần là size 24. Không có lấy hết chứ, em không có chốt. Rồi, áo là size 25, quần là size 24 nha, 22kg hả chứ. Cái form áo sơ mi này 22kg, nếu bé chị cao gầy thì chị mặc size 120. Còn nếu mà chị thích mặc form rộng rãi thì comment 130 giùm em nha. Tại vì 22kg nó lưỡng lự giữa size 120 và size 130. Cỡ 120 được rồi chứ, cái form áo này cỡ 120 được rồi. Quá đẹp luôn. Áo là size 25, quần là size 24 nha mấy chứ ơi. Có comment lộn thì comment lại giùm em để lấy chính xác cho mọi người nha. Tiếp cho em con này là mã C20. C26 kèm size. Con yếm riêng này 172.000 kèm size giùm em. Em có từ 101 chốt cho em tới size 160 nha mọi người ơi, 172.000. 1-6 kèm size giùm em nha mấy chứ. Size 101 tới size 160. Chị lấy áo sơ mi á em, chị Lý Ngọc lấy áo sơ mi á, lấy cái áo sơ mi cho chị đi em. Lấy á chị nãy em tưởng áo. Chị Ánh Hồng lấy quần. Chị Ánh Hồng lấy quần, còn chị ấy chị lấy áo. Em mới vào chị tư vấn lại giùm em và báo giá giùm em luôn. Lý Ngọc lấy áo em. Lý Ngọc lấy áo. Hai cái lần đó em. Hai cái lần chị Lý Ngọc lấy hai size lần. Rồi chốt cho em nha. Áo là 100 áo là 145.000, còn quần là giá là 142.000. Còn yếm này. Yếm này là size từ nhiêu em? Dạ từ 1-6 kèm size. 1-6 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn. Yếm này là 172.000, comment giùm em là mã C28 đi mấy chị. C28 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. C28 kèm size nha mấy chị ơi. C28 giùm em nha cả nhà. C28. 172.000. Lý Ngọc là đổi lại qua áo mấy đứa. Dạ quần yếm là 172.000 thì đầy Ngọc Trang ơi. Mã này là size 28 đi chứ ơi. Lý Ngọc là quần đổi qua áo. Tấn áo kia Tấn, áo là hồng á em. Tập trung mấy đứa. Rồi cái này chốt cho em là mã size 28 là yếm kèm size giùm em nha mọi người. Từ 101 tới 160, 172.000 kèm size cấp tốc giùm em nha mấy chứ ơi. Mã yếm thêm 3 chị Ngân Hồ. Rồi. Mã yếm. Mã còn xe 28 thêm 39 chị Lê Ngọc. Ghi máy đó, đồng bộ tuần rồi. Mã xe 28 thêm 6 chị Mai Lý Ngọc. Rồi. Chưa đâu, hôm qua chưa đi nha chị. Mã xe 28 thêm 3 chị Cao Lan Phương. Rồi Cao Lan Phương. Con này size 28 kèm size giùm em. Em có từ 101 chốt cho em tới size 106. Quá đẹp luôn. Lan Huỳnh có chưa em? Còn xem 28 xem rưỡi chị Phạm Hằng. Rồi còn 106 luôn. Có 150. Mã xe 28 xem 3 chị Lan Huỳnh. Giá xấu quá chị rồi nha chị Lý Ngọc ơi. Rồi em còn 1, 2, 4, 6 nha mấy chị ơi. Em còn 1, 2, 4, 6 kèm size giùm em nhá.
hết 130 rồi. Chị Lan Huỳnh ơi, em hết 230 rồi chứ ơi. Em hết 230 rồi nha chị Lan Huỳnh. Rồi chốt cho em con này size 2 ta. Hết 130 luôn chị Hoa Lan Huỳnh ơi, em còn 12 và nhiêu em? 12 là 6 hả? 1246 rồi. Nó size 28 center chị đủ nguyên. Rồi. Còn 6 với 12 nha mọi người, rất là đẹp luôn. Kiếm này giá là 172 ngàn kèm size giùm em, trai gái đừng mang được ha. Yếm quần nha mấy chơi, rất là đẹp luôn. Yếm quần giùm cho em nha. 120. Mà size 28 size 2 chị Lan Huỳnh. Rồi Lan Huỳnh có đơn luôn. Rồi em còn 101 thôi đúng không mấy đứa? 12. C28 kèm size em 126. Em còn size 101, 102 và 106 nha mọi người. Cái tăng đưa này mọi người có thể tăng đưa lên xuống ha. Tăng đưa lên xuống vô tư cho em nha mọi người ơi. Chất rất là đẹp luôn. Cái này C28 em còn 126 kèm size em nha. Chị nào chưa có size nào comment size đó giùm em nha mấy chị ơi. Đẹp lắm. Mã C28 bé 17 kg giúp chị Thanh hàng 10. Rồi. Quá đẹp luôn. Chất xuất sắc. Xếp màu vàng quần hết 101 rồi. Vùng cái này C29 giùm em. Chị Minh Nguyễn ơi, áo em hết 21 rồi nha chị ơi. Em còn quần C21 nha, mình lấy thì mình comment lại giúp em nha. C28 em hết 28kg rồi chị, em còn 40kg trở lên và size size gì? Size 101, 102 là tới 20-21kg, 16 tới 20-21kg nha mấy chị, cái yếm jean đó. Rồi chị nào chưa có, Thảo Phan có chưa em? Size 17. Thảo Phan có 17kg. Chị Thảo Phan ơi, chị comment lại giùm em nha chị Thảo Phan. Chị lấy size 17kg hay sao vậy chị? Thảo Phan comment lại giùm em nha. Rồi con này chốt cho em là mã C30 kèm size giùm em. C29 kèm size giùm em, quần cam này giá là 142.000. Em có từ 101 chốt cho em tới size 106. Và trai gái đều mang được con quần C20 này nha mấy chị ơi. C29 chứ, C29 comment giùm em ha. C29 nha mấy chị, form rất là đẹp luôn và chất vải cực kỳ đỉnh. Size từ 101 chốt cho em tới size 106 là mã này mặc được tới 48kg, 48-50kg luôn nha cả nhà. Chất rất là đỉnh luôn cho em nha. C29 kèm size. Chất quá đẹp. C29 xem 2 giúp chị Nguyễn Tông, xem 2 chị Bóng Du Trần. Mã C29 30kg chị Lê Ngọc. Rồi Lê Ngọc có đơn. C29 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. C29 nha cả nhà. Chất vải rất là đỉnh luôn cho em. C29 kèm size. Mã C29 để 15kg chị Nguyên Heo. Chất rất là đẹp. Cái này có màu không? Dầu rồi. Rồi con này chốt cho em là C30 luôn. C29 bé 33kg giúp chị Lê Vu Trần. Đẹp lắm mọi người. C29 xem 6 chị Thanh Sang. C29 phó giá xong rồi. C29 xem rửa chị Nguyễn Mỹ Linh. Hết 150. C29 bé 30kg chị Na Anna. Rồi hết 4 luôn. C29 xem 3 chị Tố Anh. Rồi còn 136. 136 nha mấy chế. Em còn 136 nha mấy chế ơi. Size 106 từ 38 tới 45kg cho em nhá. Rồi comment kèm size giùm em. Con này là C29. Áo này chốt cho em là mã C30 kèm size. C30 kèm size giùm em nha cả nhà ơi. 145.000 em có từ 101 tới 106. 101 tới 106. Từ 101 chốt cho em tới size 106 nha mấy chị. Cái này có tặng kèm. Tặng kèm cái nút đính kèm như thế này ha mấy chị. Rồi cái này chốt cho em là mã C30 giùm em. Mã C29 C1 chị Khương Lê. Rồi Khương Lê có đơn. Con này C29 chị nào chưa có đơn chốt lại giùm em nha mọi người. Rất là đẹp. C30. Cái áo này chốt cho em C30 nha. 145.000 kèm size rất là đỉnh luôn. Chất vải là và form siêu nét luôn cho em nha cả nhà ơi. Size 101 chốt cho em tới size 106 kèm size C30 giùm em nha cả nhà. C30 phối cái quần này cũng đẹp nữa. Chất rất là đẹp. Mã này mặc được tới 50-52kg. Bé nha mọi người. Chất bé rất là đỉnh cho em luôn nha. Đẹp lắm. Chất siêu đẹp luôn mọi người ơi. Chất quá nấy luôn. Chất lên form rất là đỉnh. Rất là xuất sắc luôn. 50-52kg mặc được cho em nha. Chị nào cỡ 40kg trở lên hãy chốt cho em size 150, 160 nha mọi người. 40kg trở xuống chốt cho em size 150 nha. Rồi C30 kèm size. Mã C30 bé 38kg chị Vĩ Tèo. Bé 20kg chị Võ Thị Hoa. Rồi Võ Thị Hoa có đơn. Con này chốt cho em là C30 nha mấy chị. C30 kèm size mà em nha cả nhà ơi. C30 cho em nha. Chất vải siêu đẹp luôn và form rất là đỉnh. C30 này phối hai cái túi nè. Và chất vải cực kỳ nét luôn. Đẹp lắm mọi người. C30
Chốt cho em tiếp con này là C30. C31 kèm tay nha mấy chị. Vì chưa có sổng của chị là chưa hoa mảnh. Thế đi tháo một người hoa mảnh. Cái mảnh 29 là 142 nghìn. Chị Mỹ Dung ơi là mảnh quần trang nha chứ ơi. Rồi con này chốt cho em là C31. C31 giùm em. C29 là cái quần cam, còn size 101, 103 và 106 đúng không mấy đứa? 136 cái quần cam á mấy chị nãy em cầm á. Rồi con này chốt cho em là mã C30. C31 một con quần 56 phân nha. Chất rất là đẹp và dáng rất là đẹp luôn cho em như thế này, 132.000 kèm size. C31 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Chất rất là đỉnh luôn, con này mặc form rất là nét cho em luôn nha. C31 là size từ 15-16kg, chốt cho em tới size cho bé tầm khoảng 50kg giùm em nha cả nhà. Chất đẹp lắm. C31 kèm size nha mọi người. Lên form cực kỳ đỉnh luôn C31 giùm em ha. Đẹp lắm mấy chị. Mã C31 bé 29kg cho chị Phúc Hằng. Rồi chị Phúc Hằng có đơn. Con này là C31 cho mọi người, nhìn giùm em là từng đường kim mũi chỉ mai rất là nét cho em. C31 kèm size ha. Mã C31 xin ba chị Tâm Nguyễn. Rồi chị Tâm Hoa kèm bên phía con của bé mình mới chút đơn được nha chứ ơi. Đẹp lắm. C31 kèm size nha mọi người ơi. Size hoặc là kèm số cân và chiều cao của bé giùm em nha. Còn kìa em. Mã C31 xin ba chị Khánh Như. Khánh Như có đơn. Mã C31 bé 40kg và 45kg chị Tường Vy. 40 và 45. Mã xe 31 bé 16kg chị Lưu Hoa. 150 hay 16 ta? 150 hay 16, 12 cái mà. 40kg gỡ cái 150 chứ con thì cái con. Rồi C31 kèm xe. Mã C31 xin 2 chị Bông Dư Trần. Rồi Bông Dư Trần có đơn. Cái đó trăm mấy? Lấy 6 đi em. Chị Cao Lan Phương. Cao Lan Phương có đơn rồi. Quá đẹp luôn, con quần chất siêu đẹp luôn nha mọi người. C31 kèm size. C31 kèm size giùm em nha mấy chị. C31 con quần này rất là đỉnh luôn. Cái này em còn từ 101, còn hình như tới 150 thôi đúng không? Ôi đông. Hết 160 rồi. Tới rưỡi thôi, hết 6 rồi mọi người. Chất rất là đẹp luôn. Lên quần hộp, lên quần hộp. Quần hộp. Quần túi hộp á chứ hay là quần gì ta? Bà. Ủa cái này có không? Có hả? Rồi chốt cho em con này. Rồi C31 chị Anna Lê có chưa? Ok chị Tường Vy em lấy 2 cái 160 đó chứ. Dạ mở C cầm nha chị Đỗ Quyên ơi. Mở C31 xem rửa chị Anna Lê. Rồi. Rồi C31 em còn tới size 140 hay hình như là tới 140 thôi đó mới chứ. Rồi con này chốt cho em là C32. Cái này là 172.000. Nãy chị nào chưa chốt được cái kia thì chốt cái này nha mọi người. Quần quần tối hợp nó chế còn hết, chị chờ em chút xíu nha. Rồi con quần này chốt cho em C32 cấp tốc lên đơn giùm em con này nha mấy chị ơi. Kèm size giùm em. Em có từ 101 chốt cho em tới size cho bé tầm khoảng 101 chốt cho em cái này chắc cỡ tới khoảng 45kg cho em nha mọi người. Chất rất là đẹp luôn, 172.000 cái inch tin. Trai và gái đều mang được cho em nha cả nhà ơi. Trai mang cũng xinh và gái mang cũng xinh luôn. Con này chốt cho em là mã C50. C. Ôi màu cam còn nữa kìa bá ơi. Hả? Trời ơi. Màu cam. Ừ. Cái hộp dây màu xanh có được nhiêu? Có được cái nhiêu em? Màu cam thì màu xanh có. Màu cam luôn kìa. Trời. Thế khui lấy coi coi. Không có màu á. Có màu nó khui lấy. Nó cùng mã nhưng mà nó để màu khác. Trời. Màu xanh nè. Rồi cái màu xanh này là mã C30 mấy em? C32 chỉ có được cái size 101 thôi à. Như cái nhiêu em? 2 cái 101 thôi phải không? Rồi 2 cái 101 thôi à. Cái màu này còn màu cam. Lấy cái màu cam này. Cái dây màu cam nha mấy chị ơi. Em chỉ màu xanh em chỉ có 2 cái size 101 thôi mấy chị. Mã C32 2 cái size 101 chị Hà Trâm. Rồi Hà Trâm có đơn nha chế ơi. Còn nãy chị nào chưa chốt được màu cam là nó còn sót được 2 ghi màu cam. 2 ghi màu cam á chứ ơi, C33 cho em đi. Chị Hà Trâm, chỉ có mình chị Hà Trâm có thôi à, tại vì cái đó còn sót được 2 cái 101. Con này C33 đi mấy chị, trai gái đều mang được ha. Và giá là 172.000 cho em cái em zin. Chốt rất là đỉnh luôn cho em nha mọi người. Quá đẹp luôn á. Form cực kỳ nét luôn. Con này yếm jean ha, quần dáng ngố ngố vậy nè. C33 kèm size được 2 ghi. Còn sót lại nãy chị nào chưa chốt được, chốt lại giùm em nha. Rồi, C33 kèm size. Đẹp lắm, chất rất là đẹp luôn. Nãy chị nào chưa chốt được màu cam hết hàng thì giờ chốt lại giùm em. Rồi, C33 kèm size. Mã C33 bé 25kg chị Quỳnh Như. Bé 28kg chị Nguyễn Hồng Lan. Rồi,
Xin ba ba kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Nguyễn Hồng Lạc có đơn, Quỳnh Như có đơn nha chế. Rồi xin ba ba kèm size nha mấy chị. Chất rất là đẹp và form rất là đẹp luôn. Cái em đang cầm là size 101 nha. Dáng đùi rất là xinh luôn. Mở xe ba ba xin tư chị bỏ không? À chị đổ nguyên á. Mở xe ba ba bé 22 ký chị đô ra chừng. Còn tư không? Không còn, chị đã nói là đổi qua trong 3. À còn 3 không đổi là chị đổ nguyên đi mấy đứa. Kiếm chị đổ nguyên đi. Chị đổ nguyên số mấy luôn? 189, 172 ngàn nha chị Đào Bích Hà ơi. Cái quần này có quần ngố bé gái á chị. Chờ em chút nha. Mở xe ba ba bé ta đăng ký cho chị Đào Bích Hà. Trời. Đủ nguyên đó em. Đọc đi em. Mở xe. Cái quần này nè Tấn. Cái quần này nè. Y chang cái này luôn nè em. Mở xe 33 với 30 kg chị Bảo Bảo. Giá xe 33 là 172 nghìn chị Phương Phương ơi. Cái này là xe 33 giùm em nha mấy chị ơi. Xe 33 kèm size. Đủ quyền số tụng nhiều vậy. Cái tí xe dồ đó bác. Mở xe 33 hai cái xem sáng chị Nguyên My. Bởi này. Con này chốt cho em là xe 33 kèm size nha mấy chị ơi. Chốt rất là đẹp luôn. Rồi còn size nha. 1256. 1256 mấy chị. Quá đẹp luôn. 172 ngàn giùm em nha mấy chị ơi. Bây giờ thất liền. Rồi con này chốt cho em là C32, chị nào chưa có thì comment giùm em. Chị Minh Tâm ở áo khoác được này chú về nữa chứ thôi. Tháng mấy à? Rồi ok chế. Tháng 6 rồi về không con đi. Thế đây cổ không? Em biết cổ. Không không được đâu, cao mét 2 luôn. Mét 2 mấy? Mét 2 mặc 130 đi chị. 130 đi. 1256 em còn 3 size nha. Nãy chị có yếm không hả? Chị Trần Trang để đẹp à, không biết được chị được đọc tên không nữa chế ơi. Kiếm này nãy chị không có nha chị. Không có chứ. Rồi cái yếm này nãy chị nào chưa chốt được thì chốt lại giùm em C33. Em hết 22 kg cao mét 2 chị Lan Viên Nguyễn ơi. Em ơi yếm 32 chị có thể đổi thành một cái dây xanh được nha chị. Cho chị Hà Trâm một cái dây cam này đi. Lấy cái dây xanh ra, lấy chuyện cái. Ờ còn cam. Một cái xanh trăm bớt. Ok. Dạ có nha chị Hưởng Hồng Lạc. Rồi em chút thôi mới chết. Rồi chốt tiếp cho em. Xưa 3 phút 23 ký hôm nay chị Trần thì cô mình chọn mà. Không phải khó bố của bà. Bố có cái khó kẹp bà. Nhất là khó kẹp. Thôi cái này còn sót được 2 đứa. Không, không phải mà. Nãy mình chưa có cái gì chùm nha chị Trần ơi. Phải nãy không? Nãy chị chưa có cái gì chị. Này. Nãy bán rồi nè. Ừ đúng rồi. Bông bông 22. Hả? Hả? 201122. Không phải. Cái này nãy bá lấy còn sót được lại em ghi nè trời. Trời má anh cháu đợi. Có đằng cô chị Nhi đợi xíu nha chị ơi. Xanh xin bồ mà. Rồi cái này chị nào chưa có thì comment giùm em nha. Chị muộn lại cái quần. Quần này nãy không? Cái quần đó à không? Con này chốt cho em là mã C. C34 giùm em. Rồi. Mã C33 là 45 kg chị Kiều Hiệp. Rồi C34 kèm size cái này từ size nhiêu tới size nhiêu em? Dạ 101 tới size 106 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Cái quần này rất là đẹp luôn. Con quần này là giá 138.000 kèm size giùm em nha. Quần siêu đẹp, quần nhãn ngố trai gái đều mang được cho em nha mọi người ơi. Con này 138.000 kèm size giùm em C34 nha mọi người. Từ 101 chốt cho em tới size 106 chất và form cực kỳ đỉnh luôn mọi người. Cái này nó sale phối kèm túi như thế này cho em nha. Form rất là đỉnh luôn con quần này ha. Dáng ngố ngố nha mọi người, rất là xinh luôn. Con này chốt cho em là mã C30. C34 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Từ 101 chốt cho em tới size 106. Mã này 106 mặc trục tới 45-47kg cho em nha mọi người. C34 giùm em. C33 còn 120 không? Dạ còn. Mã C33 bé 21 kg chị Võ Thị Hoa. Rồi, con này C34 kèm size C32. Chị đang có size 106 thì chị Nguyên My ơi, chị chỉ có mã hai mã dây màu cam thôi nha chứ ơi.
Rồi store này C34 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. C34 kèm size giùm em nha. Rất là đẹp luôn. 138 ngàn đúng không em? 138 ngàn kèm size giùm em C34. Chất xuyên tỉnh luôn nha cả nhà. Ê, kiểm tra giùm chế tới hai mã đỏ luôn nha, 1122 với lại cái mã 6 mấy á đâu rồi. 1686 là khác nữa nha mấy đứa ơi. Bỏ ra em 1686 bỏ ra. Rồi đọc đi lại, có cái nào đọc cái đó đi. Mã C34 xem hai chị đeo lên. Xem 6 chị bỏ full. Rồi hết hai. Mã C34 xem 3 chị Đỗ Nguyên. Mã C34 xem rưỡi chị Nguyễn Mỹ Linh. Rồi đọc đi em, tư còn nữa. Mã C34 xem 4 chị Kem Đặng. Xem 1 chị Mai Dư Lê. Rồi hết luôn. Dạ thôi, uống là mấy trăm mấy gái thì mặc được cho chị Nguyễn Hùng lại thôi. Tiếp cho em cái này nè mấy chế, nãy mấy chị chốt không có hàng nè. Em hết hàng rồi, giờ chốt lại giùm em nha mấy chị. Còn sót được ghi nè mấy chế. Đẹp lắm. Từ 101 tới 106 kèm tay giùm em nha mấy chị ơi. Rồi cái này chốt cho em là mã C35 kèm size. Dạ tại yếm em còn 35 thôi, mã C35 là em còn nha chứ ơi. Nè chế cho yếm. Còn 12, hình như 126, 126 hay sao? 1, 2 hay gì ạ? 1, 2, 5 rồi, yếm nó 1, 2, 5 1, 7, 2 ngàn. Rồi chốt cho em con quần này là mã C C35 giùm em nha mấy chế. Nãy em bán rồi, chị nào chưa chốt được hồi nãy comment lại giùm em nha. C35 kèm size. Chốt rất là đỉnh luôn, con quần này thì là 142 ngàn giùm em nha mấy chị ơi. 142 ngàn kèm size nha mấy chế. Con này chốt cho em là mã C35. C34 em hết hàng rồi mấy chị, còn chuyển sang C35 giùm em nha mấy chế. 1 tới 6 kèm size giùm em C35 nha mấy bà ơi. C35 size 101 tới size 106 nha. Chất siêu đỉnh luôn. Nãy chị nào chưa chốt được thì cầm lại giùm em. Nãy có rất là nhiều chị chưa chốt được cái quần này. Mã C35 size 101 chị bao lần? C34 em hết hàng rồi mấy chế ơi. Mã C33 nha chị Đỗ Kiều Nghe ơi. Con này là C35 nha, C33. C33 là yếm, C34 em hết hàng rồi cả nhà. Con này chốt cho em C35 kèm size. Quá đẹp luôn. Quần jean mà có size màu đen hay màu kem không chứ ơi. Quần jean. Quần jean hả? Quần jean đâu? Quần jean em còn ít mẫu á chị, tí nữa em like cho ha. Con này chốt cho em là mã C36 đúng không? C35 kèm size nha mấy chị. Em còn từ 120 tới 160 cho em nha mấy chị ơi. 2 tới 6 kèm size giùm em nha cả nhà ơi. 2 tới 6 kèm size giùm em. Đổi 34 sang 35 được á chị Kem Đặng, mà chị chốt kỹ kỹ giùm em nha mấy chế ơi. Chị Kem Đặng lấy size bao nhiêu vậy chị? Chị Kem Đặng lấy size 140 hả? Nãy có chị nào cho 140 xong không chốt được không? Mã C35 xem 2 với chị Kim Thương Trần. Rồi. Rồi. Mã C34 bé 29 kế với chị Phúc Hằng. Rồi 34 kìa em rồi. Rồi cái này C35. Quần như mã C35 này có nhiều á chị, ráng coi giùm em nha chứ. Cái này C35 em còn size 3 rưỡi 6. 3 rưỡi 6 chị nào chưa chốt được chốt lại giùm em nha. Mã C35 xem rưỡi chị Đỗ Kiều Nghe. Em hết cho em 2 rồi, trời ơi, em còn size 130, 160 thôi. Rồi cái này chốt cho em C36 kèm size. Con này 98.000 kèm size giùm em, 80kg tới size cho bé 17kg kèm size. C36 kèm size giùm em nha mấy chế ơi. C36 cho em là con áo sọc này nha mọi người. Form rất là đỉnh luôn và chất vải cực kỳ xịn sò cho em. Con này chốt cho em là mã C36 nha mấy chế. C36 giùm em nha. Chị cho xem em nào. Ủa chứ không? Chỗ này em tốt khoảng là 2 sao, xin chú ý tè. C35 chỉ có 32 rồi nha chị Kim Thương Trần ơi. Rồi con này chốt cho em là C36 là áo này hả? 98.000 áo C36, 80kg tới 18kg kèm size giùm em. C36 nha mấy chị ơi. C36 giùm em nha mấy chế. Form rất là đỉnh và chất vải cực kỳ xịn sò luôn. C36 cho em nha mấy chế ơi. C36. Dạ quần em lên liền nha chị luôn ha. Chờ em xíu chị ơi. Còn cái quần này là C37. C36 và C37 là em có từ 80kg tới 17kg thôi. Những size lớn em không có nha mọi người ơi. Cái này size nhí hả? Cái này size nhí nha mấy chế. C37 là con này em bán cho mọi người giá là 100.000 ha. Cái quần này, quần này 100.000, còn áo là 98.000 kèm size giùm em. Quần và áo nha, chị nào thích mẫu nào comment mẫu đó giùm em. C36 là áo, còn C37 là quần. Rồi được rồi. C36 là áo, còn C37 là quần cho em nha. Và cấp tốc lên đơn cho em con này, trai gái đừng mang được cái set này. C36 và C37 em có từ size 180 tới 101 thôi, em có size lớn. Santa mạnh.
33 yếm. Rồi, C36 và C37 kèm size nha mấy chị ơi. C36 và C37, quần là C37. Quần là C37 kèm size giùm em nha. Quần là 37, còn áo là 36. Ở C33 size nữa chị Đỗ Kiều nha. Ở C36 size 90 và size 91. Chị Hà Trâm. 36 Kim Cương Trần ơi, comment lại giùm em đi chơi. 37 không có size 130. Em chỉ có size 90 thôi nha chị ơi. Mã này không có 19kg luôn mấy chị ơi. 36 và 7 tới size 17kg thôi. Xuất sắc luôn. 37 là 100.000 cái quần ha. Rất là đỉnh luôn cái quần này. 37. Áo là 36 cho em 98.000. Áo là mã C36 kèm size. Còn quần là chốt em C37 nha mọi người. Cái quần màu kem rất là đỉnh luôn. Con C37 này kèm size giùm em nha mấy chú ơi. 36 và 37 kèm size giùm em nha cả nhà ơi. Chất rất là đẹp luôn. Áo là 98.000. Còn quần là 100.000 kèm size. Mã C36 và mã C37 kém 17kg chị Hương Võ. Mã C36 bé 14kg chị Nhiên Ngôn. Không có size 120 luôn chị Kim Cương Trần ơi. Em chết tới 101 thôi chị ơi. Không chốt cặp được cái quần này. Cái quần này có từ size 80 tới size 101 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. C36 và C37 kèm size nha mấy chết. Rồi. Mã C37 bé 10kg và 17kg chị Hai Lúa. Rồi. Mã C37 bé 11kg chị Nguyễn Thị Ý Nhi. Chị Hai Lúa lấy C36 nữa kìa em. Quá đẹp luôn. Rất là đẹp luôn mọi người. Chốt rất là đẹp luôn mấy chị. 36 và 37 kèm size nha. 37 là quần nha mọi người. Còn 36 là áo. Ôi lên cái size nhỉ. Quá đẹp. Mã C36 bé 17kg giúp chị Hai Lúa. Chị lấy cho chị Kim Cương Trần một cái thôi. Kim Cương Trần. Chị lấy cái nào comment lại đi chế. Nhảy hết comment của chế luôn. Mã C36 thứ 1 chị Hạnh Hai Lan Nguyễn. Mã C37 xin mốt cái giúp chị Hạnh Hai Nam Nguyễn. Chị nào chưa có cái nào comment lại giùm em nha. Nhưng chưa nghe được tên cái size nào comment lại giùm em nha mấy chế ơi. Comment lại size giùm em nha mọi người ơi. 36, 37 kèm size giùm em nha mấy chế ơi. Cái quần rất là đỉnh luôn. Cái quần form rất là đẹp. Chất rất là xuất sắc. 100.000. Còn áo là 98.000. Chị Kim Cương Trần lấy cái gì size 90 không biết. Chị lấy cái gì size 90 luôn. Chị comment lại lấy áo hay quần ha. Mã C37 bé 15kg chị Phương Thảo. Rồi Phương Thảo có đơn. Mã C37 xin thôi chị Kim Phương Trần. Rồi. Rồi chị nào chưa có cái nào comment lại giùm em cái đó nha mấy chị. Rất là đẹp. Còn một ly. Còn đi em. Áo hết rồi em ơi. Mã C37 xin mốt chị Lâm Thị Mỹ Hạnh. Rồi. Còn 101 rồi. Còn 100 thôi em. Mà mày. Còn mày mà. Kim Phương Trần mình có mã C37 xin 90 rồi nha chị ơi. Rồi 36 37. 36 em hết size áo em hết rồi chị Linh Bảo lấy thì comment lại giùm em quần nha chế. Ủa quần hết 101 luôn đúng không? Dạ, áo và quần em hết hàng luôn chị chọn mã khác giùm em nha chế thôi. Ừ. Cái màu này phối nhau lại lạ ha mấy chế. Cái màu này 98.038 cho em nha. Lên áo trước đi mọi người, quần chút xíu em lên sau cho mấy chế nha. Lên áo trước nha mọi người. Còn 12kg. Cũng. Mã C36, mã C37 bé 12kg chị Phạm Nguyên. Rồi Phạm Nguyên có đơn. Con này C38 và C39. Em chốt trước 38 nha mọi người. Chốt trước 38 cho em. 38 là 98.000. 38 là 98.000 mọi người. Hồi nãy phối với cái áo này cũng hợp luôn á mới chết. Nè, áo này cũng hợp hết cái quần màu xanh vậy. Còn, này còn, còn, còn. Tiếp dạ, rồi. Chị Giang Nguyễn ơi, chờ phim lên nha chị ơi. Kìa, kìa. Rồi, chốt cho em con này là mã C30. C38 là áo này 98.000. C38 áo là 98.000 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Áo là 98.000, rất là đẹp luôn. C37 thôi xe mốt rồi nha chị Lâm Thị Mỹ Hạnh ơi. Mã C38 xe mốt giúp chị Hạnh Hai Nam Nguyễn. C38. Mấy chị lấy C38 cũng được nha. Rồi. Mã C38 và mã C39 bé 11kg Tường Vi. Tường Vi rồi. 100.000 luôn cái quần này. Quần 39 này.
quá đẹp luôn. 38 và 39 nha, chút xíu nữa em lên 39. 39 là 100.000, còn 38 là 98.000, y chang nãy luôn nha mọi người, rất là đẹp luôn á. Xúc sắc lắm luôn nha cả nhà. Ôi cái set này 80kg chốt cho em, tới 17kg kèm size mà em nhá. Chị nào chưa có được cái màu kia, chị Lâm thì Mỹ Hạnh buồn 37 em hết hàng rồi trời ơi. Rồi. Quá đẹp. À chị có đơn rồi đó chế. Rồi. Con này 38 và 39 em hết 37 rồi mấy chị ơi. 38 39 giùm em, 37 em chỉ còn tới size 100 thôi, 14 kg thôi nha mấy chế, 14 15 kg thôi. Ở xe 38 bé 10 kg chị Nguyễn Thị Ý Nhi. Rồi 38 và 39 80kg tới 17kg ha. Con quần này là giá 100.000 luôn, 39 giùm em. C39 lên đơn cấp tốc cho em con này luôn, trai và gái đều xinh nha mọi người. Cái form quần rất là đẹp luôn. C39 kèm size giùm em nha cả nhà ơi. C39 chất vải siêu nét cho em, và những con quần này mặc rất là nhẹ nhàng ha, và form cực kỳ hàng luôn. C38 và C39 kèm size giùm em. C38 là 98.000, còn C39 là giá là 100.000 giùm em nha mọi người. Rồi. Mã C38 C41 chị Lâm Thị Mỹ Hạnh. Xuất sắc lắm, mấy chế form rất là đỉnh luôn và chất vải cực kỳ nét. C38 và C39 kèm size giùm em nha cả nhà ơi. C38 và C39 kèm size ha. Form rất là đỉnh và chất vải cực kỳ nét nè. Chất vải nhìn giùm em cái chất ha. Con này chất rất là đẹp luôn. Rồi C38 C39 chị nào chưa có đơn thì hốt cho em nha. Mã C39 bé 13kg giúp Trịnh Đào Thu Hảo. 40 cái áo này cũng đẹp. 38 còn 101 không? 38 còn đúng không? Còn 101 có không? Ánh Hồng có chưa em? Mã C38 bé 17kg giúp chị Ánh Hồng. 39 còn không? 39 còn 101 không? Ngọc Huyền Nguyễn có chưa? Rồi 38 và 39 kèm size nha. Cái quần này là 39. Quần này 39 giùm em, áo là 40 nha mọi người. Áo là 40, áo đâu ở đây nè. Áo đâu ở đây, nhớ mãi mãi đâu. Ở đây cái gì? Đâu. Áo này còn à, không phải bác. Tí rồi áo đâu? Bác. Ơi xong con này em lên cho mọi người cái đồng nha. Không có size 120 chị Bonzu Trần ơi, chờ em chút xíu nha, em lên size 120 cho chế. Mã C39 size 90 chị Mai Gia Lê. Rồi. 39 là cái này nha mấy chế. 39 là quần này nha. Còn 38-39 giùm em. Mã C38 và mã C39 bé 15kg cho chị Nguyễn Ngọc Bảo Ngọc. Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc à? Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc. Rồi chốt cho em cái này là 40 ha. 39 mình có 10kg chưa Nguyễn Thị Ý Nhi có chưa, hình như chưa. Ờ à, rồi. Rồi 40 này cho em nha mọi người. Quá đẹp luôn, cái áo polo này em bán nhiêu ta, em quên mất tiêu giá rồi. 118 hay sao? 112, 118 quên mất rồi. Rồi 40 kèm size giùm em. 38 em không có size lớn mấy chứ. Chờ chút xíu đi, em lên size lớn cho mọi người hả. Chị Mai Gia Lê lấy size 100. Mã C39 size 100 cho chị Kim Cương Trần. Mai Gia Lê lấy 100 đó là đồng phương rồi. Áo xanh này chốt cho em là mã C C40 giùm em, 118.000 C40. Quần là 100.000, áo là 118.000 nha mọi người. Áo là 118.000, C40 giùm em. Còn quần là C39. C39 và C40 kèm size. Rồi, C39 và C40 kèm size em. Mã C39 nhiều mã Mã C40 chị Kim Cương Trần. C40 áo nha mấy chị. Mã C40 bé 12kg chị Trần Ngọc Linh. Rồi. Mã C40 chị Mốt chị Nhi Ngô. Rồi. 39 chị Nhi Ngô còn cho Mốt. Mốt chị Nhi Ngô. Lấy nó chế rồi nha chị. Nhi Ngô có đơn rồi đó chế rồi. Con này C40 là áo cho em, 118 đúng không em? Áo 40 là áo giùm em nha mọi người. Áo polo này chất rất là đẹp luôn mọi người. Chất rất là đẹp cho em nha. Mã C40 bé 14kg thì Trịnh Đào Thu Thảo. Mã C40 C1 chị Lê Quy.
Buồn còn sao nhiêu? Chị Phương Linh hồi chiều hỏi quá trời. Hết trơn rồi trời ơi. Áo một bộ 8.000, quần là 100.000 nha. Quần em hết size nhiêu rồi? Hết size 100. Hết size 100 quần rồi mấy chế. Chị nào quần size 100 nhảy lên 101 cũng được đúng không? Mấy đứa coi em chế cái quần 101 thôi. Còn 101 thôi. Mã áo quần em hết size 100 rồi nha chị ơi. Chị có mã áo size 100 thôi nha chứ ơi. 39 và 40 giùm em. Mấy ký à? 14 ký được á. Cái đó nhiều vậy? Size nhiêu đâu? Được á. Size đó được á. 14 ký được á chế. Rồi mà áo C39 thì mã C40 bé 14 kg chị ngồi luôn anh. Áo lấy sang trăm thôi mấy đứa rồi. Mã C40 xe trăm với Ngọc Huyền Nguyễn. Rồi 39 C40 bé 11 kg với chị Phạm Nguyên. 39 còn 12 kg không? Trần Ngọc Linh có chưa? Ừ 10 kg nữa. Nói gì đó cứ chứ mà mã C39 bé 12 kg cho chị Trần Ngọc Linh. Wow, hỗn loạn quá. Trời ơi, hổng không Khải nè là em thế hai cái hơn lần à. Wow. Dễ thương quá, Khải con mặc áo này không Khải? Ủa lấy đi. Lấy cái 90 Khải mặc được à? Hết. Ủa, cái này 90 Khải mặc được không? Được á. Cái này mặc ôm ôm mới đẹp. Được mà. 15kg còn. Ơ cái này mà Khải mặc ngắn không ta? Cái áo này Khải mặc ngắn không? Cho Khải cái màu xanh. Thôi. Rồi đọc đi lại. Mã C39 thì mã C40 bé 15kg cho chị Châu Minh. Rồi 40 còn 80-90 à. 40 hết 101 rồi mấy chế ơi. 40 em hết hàng à. Còn 80-90 thôi hai size. Rất là đẹp luôn mọi người. 40 em còn 80-90 và 39 còn size nhiêu mà mấy đứa em đọc đi. 80-90-101. Rồi 80-90-101 quần. 39 là quần. Mã C39 bé 11kg cho chị Phạm Nguyên. Ôi con mặc ơi. 12kg nha chị Phạm Nguyên. Ôi mặc rồi lấy đi. Mà ngồi lấy đi. Còn size 80-90 thôi mấy chế ơi. Tới 12-13kg Khải mặc được cái này quá. Được hả? Lấy cho Khải hay mấy. Mặc được 1 tháng, 2 tháng là ok rồi. Mặc được 1 tháng, 2 tháng cái này giặt liền mặc mới được. 40 không có 35kg chị ơi. Bye bye. Này cho Khải cái này, Khải ra má ngoại thử cho con. Ok, bye bye. Rồi tặng ra cho má ngoại đi. Má ngoại thử đi. Rồi cái này 39 ha, 40 em còn 80 thôi mấy chị ơi, lấy thằng Khải cái 90. Rồi chốt cho em con quần, à sorry. Con quần này 41 ha, Phạm Nguyên có 39 chưa? Rồi cái quần này 41 giùm em, 132 ngàn cái quần này ha. Chất nó dạng không phải jean mà cũng không phải kaki nữa mọi người. Chất rất là đẹp luôn. Cho em lên hai mã size nhỉ nữa rồi em sẽ lên size lớn cho mọi người nha. Còn về zoom không hả? 40 em không có 35kg nha chị luôn như quần ơi. Ơ hình như cái zoom còn màu đỏ. Zoom á. Không có hàng hả? Trời ơi chết rồi. Rồi cái này 41 cho em nha, 132.000, size 80 tới size 101 luôn nha mấy chị ơi. C41 giùm em, trai gái đều mang được, em hết C40 35kg rồi chị ơi. 39 còn 14kg không mấy đứa? Dạ còn 80. Rồi hết luôn rồi 39 hả? Hết rồi chị. 80-90 thôi rồi 39. Rồi cái này chốt cho em là 40 41 và 42 kèm size. 41 là 132.000, dạng như zin mà nó không phải zin mọi người, chất nó lạ lạ lắm. Rồi 40 kèm size giùm em nha. Ủa 41 kèm size nha mấy chị ơi. Quần này chốt em là C41 kèm size nha. Và áo là 92.000 kèm size luôn. Áo là 42. Áo là 42, quần là 41 giùm em. Quần là 41, áo chốt cho em là 42 kèm size nha mấy chị ơi. Quần là 41, áo là 42 kèm size. Quần chốt cho em quần trước nha mấy chị. Quần là C41 kèm size giùm em nha cả nhà ơi. Rất là đẹp, rất là đỉnh luôn. Chốt siêu nét cho em luôn ha. Mã C41 bé 17kg với chị Huỳnh Dương. Siêu mốt chị Huỳnh Linh. Được không? Áo học vườn không ạ? Rồi 42 là áo là 92.000. Mã C41, mã C42 bé 17kg chị chơi đi đặng. Rồi chơi đi đặng có okay. Đơn 41 và 42 kèm size giùm em. Mã C42 bé 13kg chị Mỹ Dung. 41 là quần, 42 là áo nha mấy chị ơi. Áo là 92.000 còn quần là 132.000 nha. Cái quần này áo quần sao cũng mát chị. Cái
Mã C44 và mã C42 size 80 chị Nguyễn Thị Ý Nhi. Rồi. 41 42 kèm size, đẹp lắm. Mã C41 và mã C42 size 80 chị Nhật Nguyên Phạm. Rồi. 41 và 42. Có quần áo mua 35kg. Có chị, chờ em chút xíu đi, em lên cái mã size nhí này rồi em lên size lớn cho mọi người nha. Đổi áo 40 sang 42 chị chọn kỹ kỹ giùm em nha. Chế ơi chị, Trịnh Đào Thu Thảo có được đơn không ta? Không biết chị có đơn chưa nữa chứ. Rồi 41 và 42. Rồi chốt kèm size giùm em nha mấy chị ơi. 41 và 42 kèm size giùm em nha mấy chị. 41, 42 kèm size giùm em. Mã xe 42 bé 17kg chị hai luôn. 41, 42 giùm em. 80-90% rồi. Ôi cái này size lớn, trời ơi trời. Áo này là 100. 100 ngàn thôi. Á, à, con đứng lên. Hello Khải kìa. Khải quá trời xấu rồi, Khải không chịu đi cắt tóc quá trời xấu luôn á con. Tóc ơi nhẹ, trời ơi chết rồi. Mấy chế ơi có gì ra bắt lỡ Khải đi cắt tóc trời. 42. Mua cái thuốc ăn ngủ rồi ok chế. Ai xả 40 size 101 để em nha. Rồi ok, okay. Rồi cái này 40. Sai rồi chế. Okay. 41, 42 không có size 102 này chị ơi. 41, 42 có 10,5kg chị Nguyễn Thị Ý Nhi ơi. Rồi Trịnh Đào Thu Thảo có chứ em. 42. Rồi ok có rồi nha mấy chị. Chọn kỹ kỹ size giùm em. Rồi 43 giùm em. Cái này là size lớn. Size từ size 101 chốt cho em tới size 106 kèm size giùm em nha mọi người. Giá là 100 ngàn cho em. Chất rất là xịn sò luôn. Con này chốt cho em là C43 kèm size. C43 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Tặng kèm cái túi để đơn này em gửi cho mọi người luôn. Áo Khải mặc hàng lâu rồi chứ thôi, hàng lớp mình hôm tối em bán á. Có chị vừa có 1 năm rồi, còn mặc được mà. Hết chưa? Không, hồi Tết tới giờ 1 năm rồi má. Rồi 43. Ủa, size nhí hả? Ủa, má ơi. Ôi cái này size nhí rồi mấy chứ ơi. Cái 101 này mặc được tới 18kg hả? C43 giùm em. Trời. Cái này size nhí. Má vậy. Ôi cái này 98 ngàn. Ồ. 98 ngàn cho mấy chị nha, size 80 tới size 101. 80kg tới 17-18kg giùm em nha mấy chị ơi. C44 lại cho em đi mọi người. 44 đi, 44 đi mấy chị. Ai lấy 7. C44 em chỉ có size nhí cho mấy chị ơi. Comment lại giùm em. 17-18kg, 18kg mặc được luôn á. 18kg được. 17-18kg nha mọi người. 80kg tới 17-18kg giùm em. C44 comment lại giùm em nha. Em không có C41, 42, size 102 nha chị Ánh Hồng ơi. Rồi cái này 44 giùm em đi, em qua cái size lớn cho mọi người. 44 giùm em đi mấy chế ơi. Em lên cái size lớn cho mấy chế. 44. Thôi thầy 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 cô gì ăn rồi. Đi ăn rồi. Đó ngoài điện đi đâu. Cô em có size 102 nha chị Nguyễn Thảo Quỳnh Dương ơi. Mã C44 sao cho biết chị Hương Vy Nhân. Bốn bốn kèm size nha mấy chị ơi. 44 kèm size giùm em để em kiếm cái size lớn cho mọi người. Dạ em có chút ba chị sơ bốn cái là sơ 42 rồi nha chị Nguyễn Thị Ý Như ơi. Mở sơ 44 sơ 41 chị Tính Nguyễn. Dạ đầm chờ em xíu nha mấy chị ơi, đầm em lên liền nha. Chờ em xíu đi mấy chị. Cái này 44 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. À, chị Nguyễn Hà Bình Như ơi, bé chị bao nhiêu ký chị? Cái này mặc được tới 18kg nha. Hương My Nhân có 44 cho em. Rồi cái này 44 kèm size chị nào chưa có thì cấp tốc lên đơn cho em. 80kg tới size cho bé tầm khoảng 17-18kg kèm size giùm em. Size 44 nha, em có tới 101 thôi mấy chị. Mà cái form này mặc được tới 18kg nha cả nhà. Ờ cái này có mẫu không mấy đứa? Có chứ. Trời ơi trời. Con này siêu phẩm của mọi người ơi. Hốt cho em con này luôn, nốt con này size nhí cái em lên size lớn cho mọi người luôn. Trời ơi, xuất sắc. 15,5kg, 1m, mặt size này được chứ chị Nguyễn Hà Quỳnh Dương ơi. Được á chế. Áo xanh vừa rồi mã bao nhiêu? Áo xanh này là mã 44 nha mấy chị. Bye nha. Bye Kai. Áo xanh này là 44, trai gái đều mang được nha mấy chế ơi. 44 nha. Trai gái đều mang được. Được á chế, cái đó được á nha chị. Rồi cái này 45 giùm em nha mấy chế. Rất là xinh luôn, 80kg cũng tới size 17kg cho em. Và con này giá là hình như hồi chiều em bán 98 98 ngàn hay sao mấy chế. Quá đẹp luôn, có quần áo có nha chị. Xong nốt con này đi. Nốt con này với con nữa là em lên cho mọi người nha. Chờ em chút xíu nha mấy chế. Rồi, con này chốt cho em là 45.
92.000 nha mọi người. 92-98.000 won. 98.000 size 45 kèm size nha mấy chị. 80kg chốt cho em tới size 17kg kèm size giùm em size 45. Size 45 chốt đi em. Và size 45 size 1 chị cho em thầy Mỹ Hạnh. Rồi size 45 kèm size nha mấy chị. Rất là đẹp. Size 45 size 1 chị Hương Lê. Size 44 là màu xanh nha chị. Xanh xanh, tím tím mà mọi người. Y chang cái màu trên line nè. Cái màu lạ lắm mọi người, nó pha xanh xanh tím tím. Không phải tím lắm mà cũng không phải xanh lắm nữa. Con này 44. Con này 45 giùm em. 45 80kg trở lên nha, rất là đẹp luôn. Rất là hàng con 45 này kèm size nha mọi người. Quá đẹp luôn, xuất sắc. Form rất là nét cho em. 45 trai gái đều mang được nha mấy chị ơi. Trai gái đều mang được, cho chế 1 cái dàn khài cho mốt đi. Mã size 45 bé 14kg chị Thanh Trường. Xuất sắc. 45 kèm size giùm em nha mấy chị. Đây cho cái hình luôn. Trời trời. Quá trời hàng luôn, con này siêu hàng dễ thương lắm. 45 kèm size giùm em 98.000 45 nha mấy chị ơi. Con này siêu phẩm dễ thương lắm mọi người. 45 cho em kèm size nha mấy chị. Chất rất là đẹp. Form rất là nét luôn và con này mặc lên dáng rất là xuất sắc cho em. Con này 45 kèm size 98.000 kèm size giùm em 80kg tới 17kg giùm em. Mã size 45 bé 14kg giúp chị Trịnh Đào Hư Hảo. Rồi tiếp cho em nha mấy chị. Mã xe 45 bé 11kg giúp chị Phạm Nguyên. Chị không? Ủa? Còn 10kg. Được. 45 giùm em. Chơi đi đặng có đơn. Đẹp lắm mọi người. Rồi con này chốt cho em là 45 nha mấy chứ. 45 giùm cho em. Quá đẹp. Trai gái đều mang được và cái màu rất là thích luôn. Rồi chị nào chưa có thì comment lại giùm em nha. Hồng Chi có chưa kìa em ơi, mấy chị Kim Huyền rồi này kia thì có. Rồi xe 45 bé 15kg gì Hồng Chi. Rồi xe 45 bé 17kg gì Kim Huyền. Rồi xe 45 kèm size nha mấy chị ơi. Xe 45 kèm size giùm em nha. Phạm Nguyên có chưa? Chị Phạm Nguyên có rồi nha chị ơi. Rồi con này 45 kèm size giùm em nha mấy chế ơi. 45 kèm size giùm em. Và thêm con 46 này nữa đi. 46 kèm size giùm em luôn. Rất là đẹp. 98 này mấy con này ha. Kèm size giùm em nha. Rồi. Cái này cũng size nhỉ luôn nha cả nhà ơi. Cái này chốt cho em là 46. Size 46 là màu cam. Ba lỗ lớn rồi chị chờ em chút. Chị chút rồi con này chốt cho em là 46. 46 Hoàng Yến khách mới lên kèm cái số điện thoại được đọc tên trên like rồi mình bốc cho em xin địa chỉ nha chế Hoàng Yến ơi. Rồi cái này size 46 giùm em. Rất là hàng luôn, mấy cái này trai gái đều mặc rất là xinh ha. 46 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. 46 cấp tốc lên đơn cái quy chế 101 nè mấy đứa ơi. Rất là đẹp. 98.000 luôn. Rất là xuất sắc. 46 kèm size cho em luôn nha cả nhà ơi. Size 80 kg tới size 17 kg kèm size giùm em nha mấy chế. Form rất là đỉnh luôn. Chốt vải cực kỳ xịn sò size 48. 18 kg được. Ủa 46 chứ. Cái này 18 kg được đó. Cái chế đang cầm nè. Mã xe 46 bé 14kg cho chị Trịnh Đào Hương Hảo. Rồi 46. Mã xe 46 bé 18kg chị Kim Huyền. Rồi Hoàng Yến có số điện thoại kìa em. Mã xe 45 bé 14kg chị Hoàng Yến. Rồi Hoàng Yến 45 và 46 kèm size giùm em. 45 là màu xanh, 46 là màu cam. Rất là đẹp luôn. 46 kèm size nha mấy chị ơi. 46 giùm em nha. Mã xe 46 bé 11kg chị Phạm Nguyên. Mã xe 46 bé 9kg cho chị Thiên Thảo Tâm. Xe 46 em cũng có 35kg nha chị Thủy Tiên ơi. Coi chứ có áo không sao sao lớn lấy ở đây. Dạ size 45 và 46 em không có size 150 nha chị Vân Huỳnh ơi. Còn mấy cái chân
con váy này xinh quá vậy. Mấy mã này em chỉ có size nhí thôi nha mấy chị ơi, 17, 18 tí trở xuống thôi nha mấy chị ơi. À, cái váy này lên cái váy 11 chứ lên lại mấy cái váy này. Cái váy này nè. Trời ơi trời. Xuất sắc. Mạng lát quá ha chị. Dạ. Rồi cái này chốt cho em là 4 mấy ta? Có dạ, có mẫu, có hàng không mấy đứa? 47 này có hàng. Dạ con. Ừ con sợ ra chế. Cái đó lớn kìa. Rồi lên một hai cái size lớn em quay lại size nhí cho mọi người nha. Quá trời đẹp luôn, con này 142 ngàn kèm size nha mấy chế ơi. 142 ngàn kèm size giùm em nha. Ừ, để đây đi. Thôi được rồi. Rồi con này chốt cho em là 47 471. Ủa cái này hôm qua chứ bán màu trắng 142 148 ta. 47 kèm size giùm em đi mấy chế, 1 tới 6 nha. Size 101 tới size 106 142 ngàn kèm size giùm em. Size 101 2GB. Đúng 2GB luôn, cắt tóc lên lưng cho em. Con này 47 kèm size nha mấy chị ơi. 47 kèm size giùm em. Size từ 101 chốt cho em tới size 106 rất là đỉnh luôn. Cái này em còn màu trắng mà không biết màu trái em còn hàng không nữa. Màu trắng hình như em còn được mấy cái à. Màu trắng hình như còn đúng ghi hay sao à. Hả xe 47 xe 1 chị Huỳnh Linh, xe 1 chị Khương Lê. Hả xe 47 xe 2 chị Đeo Lan, xe 2 chị Đỗ Nguyên. Rồi còn còn cái 1 nữa. Hả xe 47 xe 6 chị Tâm Nguyễn. Còn cái 1 của chế nè. Dạ hả xe 47 xe 3 chị Lê My, xe 3 chị Lan Huỳnh. Xe 46 em thôi. Rồi cái này chế còn cái 101 của chế này đâu Phương. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn mấy chế ơi. Em còn từ 3 tới 6 không? À 1, 4, 5, 6 vậy mấy chế. Hết 3 rồi. 1, 4, 5, 6. Rất là đỉnh luôn. Huỳnh Linh có chưa? Huỳnh Linh có rồi nha chị ơi. Rồi chị nào chưa có 47 chị Mai Lý Ngọc. Chị Kiều Hiệp với 46, 23 kg mà không vừa nha chị ơi. Rồi con này 47 giùm em nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. Cái màu trắng này chị nào chưa có thì hốt, hôm qua em có like rồi. Chị nào chưa có like, chưa có coi like hôm qua thì hôm nay mua nha mấy chị. Rồi 47 em còn size 101. Dạ 104 rưỡi. Nhưng mà 101 này 16 tới 18 kg vẫn mặc được nha mấy chị. 47 này. Mở xe 47 cái 26 kg cao 1m3 với chị Mai Hạnh. Rồi Mai Hạnh 1m3 5 1m35 được. Dạ mã này là đầm nha chị Vân Huỳnh ơi. Đầm nha mấy chị ơi, cái này đầm nha. Rất là đẹp luôn, rất là đỉnh. Còn màu này nữa. Này 48 nha. Màu này là 48. Màu này là 48 cho em. 48 là em có tới 104, còn 47 là em còn 1 rưỡi 6 đúng không? Dạ, 1 rưỡi, 1 tư rưỡi. Dạ chỉ có mã size 47, size 102 rồi nha chị Bèo Lan ơi. 1 tư rưỡi, 1 tư rưỡi nha. 47 em còn 1 tư rưỡi và 48 cho em còn 1, 2, 3, 4, 5. 48 là màu trắng rất là đỉnh luôn, 142.000, hai màu đều xinh. Màu nào cũng xinh hết, 47 và 48 con nào cũng xuất sắc hết chứ mấy chế ơi, rất là đẹp luôn á. Đẹp lắm luôn mọi người, màu nào cũng đỉnh hết. Cái form rất là đẹp luôn, lên form dáng suông suông rộng rộng cực kỳ hay luôn á. Cái dáng rất là đẹp, 48 nhìn cho em. Rồi 47 em còn size lớn và 48 em còn tới size 104 rưỡi. Rồi. Nó size 48 size 3 chị Lan Huỳnh. Rồi 48 cho em nha. Cái này nè, được không? Được hả? 47 và 48 giùm em nha mấy chị ơi. Mã size 47 để 19 kg thì Trần Ngọc Hoa Chân. Rồi Trần Ngọc Hoa Chân, 47 và 48 kèm size. Quá đẹp. Mã size 48 xem rưỡi chị bé Điệu. Rồi. Tới 104 rồi chị bé Điệu ơi. Em xin lỗi chị bé Điệu mình không hả size 48 nha. 47 và 48 hết rưỡi. Chị bé Điệu ơi, hả 48 em hết trên rưỡi nha chị ơi. 47 hết rưỡi luôn rồi phải không? Dạ, 47 còn. À, 47 màu xanh này em còn rưỡi nè chị. Chị bé Điệu. Màu xanh này em còn rưỡi hả? 47 đây em. Mã xe 47 màu xanh chị bé 28 kêu chị Hạnh Hai Đăng Nguyễn. Rồi. Dạ mà cái này là đầm nha chị Tuyết Hạnh ơi. Đầm nha mấy chế ơi, đầm nha mọi người ơi. Đầm nha mấy chế. Rồi. Chị bé Điệu ơi, mình lấy xe 47 thì cùng mình lại giúp em nha. Đầm nha chị Tuyết Hạnh ơi, đầm nha chế. Trời ơi, cái này đầm nè. Cái bà chế ơi, nãy giờ có bà nào chốt chưa? Con trai mà chốt cái này không? Đầm xuân xám còn không? Dạ còn với chị. Xuân xám nào vậy ta? À hết hàng rồi chứ. Cái xám nó hết hàng rồi, còn cái xanh này. Để em lên cho mấy cái bằng. Còn đây này là cái gì vậy ta?
đây. Ui, hình như đầm hay sao mọi người ơi. Mã xe 48727 ký cho chị Xuân Phương. Mã xe 47. 47 rồi. Còn rưỡi là em hết rồi. Bốn bảy hết tư rồi. Ủa, 47 ra nào, 48, 48 còn tư không? Dạ còn. 48 em còn tư nha, và 47 em hết hàng rồi mới chết. 48 chị Lan Huỳnh có rồi nha. 47 em hết tư rồi, em còn rưỡi thôi nha mấy chị ơi. 47 màu xanh em còn 250 thôi. Ủa, chị trả là mẫu cho mấy đứa chứ. Không, Đặng ơi, mãi xe 47 em hết tư rồi nha chị ơi. Chị qua xe 48 giúp em nha. Rồi 48 kèm size em. 48 là cái đầm này, đầm xanh em chỉ còn size 150 thôi à. Cái đầm xanh em chỉ còn size 150 thôi. Mấy chị nào nhảy size thì nhảy size giùm em nha. Rồi. Quá đẹp luôn. 48 kèm size em. Xuân Phương có chưa em? Rồi chứ. Chị Xuân Phương có rồi nha chị. Rồi 47 48 kèm size giùm em. Lấy cái đen ra đi em. Rồi lấy cái trắng ra đi. Lấy cái trắng này. Rồi cái trắng này 152 ngàn. Mã gì? 3119. Có không? Không phải. Thì nó chỉnh nó thôi bạn. Còn một cái bạn. Cái này là cái gì vậy? Không có bạn mà. Mã gì vậy? Không có bán chị đô la Trần ơi. Biết rồi con ơi dạ. Chị kiếm rồi khai nữa, cũng có khai lọt. 27 5115 xe 47 mình chưa tới nha chị Nhi Nhi ơi. 115 Nhi Nhi comment lại size giùm em nha. 3119 nè. Cái này 3119 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Con này chốt cho em từ. Con này giá 152.000 nè mấy chị. 152.000 C. C49 giùm em. Form rất là đỉnh luôn. Con C49 này chị nào chưa có thì hốt giùm em nha. C49 kèm size giùm em nha mấy chị. Em có từ size 101 tới size 106 đúng không em? Dạ. Không có 150 thôi, 1 tới 6 kèm size. Con này chốt cho em là C49 nha. Chất rất là đỉnh cho em và form cực kỳ nét ha mọi người. C49 kèm size giùm em nha mấy chứ. C49 kèm size giùm em. Nó cơ dỗ bàn mà nã bàn. Thấy rồi à. Nó nã bàn đi. Ok. Con này chốt cho em là C49. C47 size 150 còn á Tấn. Con này chốt cho em là C49 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. C49 giùm em lên mấy con đồng. Rồi em sẽ lên size nhí cho mọi người rồi. Chốt cho em cấp tốc lên đơn cho em luôn. Rồi, đọc đi lại. Mã xe 49 xe 1 chị Lê Bảo Huỳnh Lam. Rồi. Mã xe 47 xe em rưỡi chị Hương Đặng. Rồi, Hương Đặng. Rồi, xe 49 kèm size giùm em. Có áo lung size lớn nha chứ. Rồi, xe 49 kèm size giùm em. Còn 1 tới rưỡi. 47 chị Nhi Nhi lấy size nào comment lại giùm em nha chứ. Em chỉ còn size 150 thôi nha chị Nhi Nhi ơi. Cái này 49 kèm size giùm em nha mấy chị. Chốt em con này là mã C50 giùm em nha mọi người ơi. C50 kèm size giùm em. Con này giá hình như là hôm bữa em bán 142.000 hay sao á. 142.000 C50 kèm size giùm em nha mấy chứ. Chốt rất là đẹp luôn con này. Xuân xuân mà rất là đỉnh luôn cái con ha. C50 kèm size giùm em nha cả nhà ơi. C50 kèm size em qua nhanh nhanh để em lên nhiều mẫu cho mọi người nha. C50 kèm size. Hôm nay có lên váy size nhí không? Dạ có một ít mẫu váy size nhí nha chị, chờ em chút xíu nha chứ. Con này C50 kèm size giùm em nha. Rất là đẹp luôn. C50 em có từ 101 hết 150 hả? Rồi, 1 tới 6 kèm size, C50 kèm size giùm em nha mấy chứ. C50 này. 4950 rồi đúng không? 51 con này luôn. C51 142.000. Mở C50 chị 1 chị Lê Võ Huỳnh Lam. Rồi con này C51 cho em luôn nha mấy chị ơi. C51 kèm size giùm em luôn nha mấy chị. Rất là đỉnh luôn, form rất là đẹp. Màu trắng và màu đen rất là hàng luôn cho em nha. Ủa, C50 và C51 kèm size màu trắng được mấy cái? Không phải đó, không phải. Rồi C50 và C51 kèm size. Mở C50, C51 chị Bi Nguyễn. 47 em còn 150 rồi, Nhi Nhi có 47 chưa? Chưa, chị Nhi Nhi chưa có 47. Mà 47 em hết 150 rồi. Hết 130 rồi, em còn 48. Còn màu trắng á chị, màu trắng em còn 130. Cái này nè, cái này em còn 130 nha, cái xanh em hết 130. Cấp tốc lên đơn cho em. Con này chốt cho em là bệ mã 51 là màu trắng nha. 51 là màu trắng cho em. Rồi, tiếp đi bá cái này đi.
Rồi 50 và 51 chị nào chưa có thì lên đơn cho em nha, em qua nhanh nhanh mã nha mọi người. Tiếp cho em con này 52. Không nhớ nữa chứ ơi, hình như 50 và 51 chưa hay sao á chế. Có trùng chốt đi rồi, có trùng em lấy ra cho chị. Chị Chen đó hay là chị Giang Nguyễn là chị nào ta? Chị Giang Nguyễn, chị Sĩ Zalo này em quên mất tiêu bà nó rồi chế ơi. Phải chị Chen không? Chị Giang Nguyễn và chị Chen không? Chị Zalo, báo Zalo cho em đi, em nhớ nick Zalo chứ không, không nhớ nick Facebook. Rồi cái này chốt cho em là C52 cho em. Con váy này là 150 152, 158 em quên bà nó là 152 cho mấy chế nha. C52 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Ở phía sau có buộc lại cho em như thế này. Con này từ à chị Chen hả? Không biết nữa chế, chị chốt đi, có trùng em lấy ra cho. Ok. Chốt là lái đi nha. Như vậy. Con này chốt cho em là C52 kèm size. Cái này ở phía sau buộc lại rất là đẹp luôn, 152.000 tấn ơi. 152.000 kèm size giùm em. Cái màu xanh. C50 20kg rồi, chút nhỏ kìa em. Mở C50 bé 20kg chỉ chút nhỏ. Màu đen á em. Cái này 52 Phạm Hằng có đơn. Cái này 50 nha mấy chế. Nó 52 nha mọi người, rất là đẹp luôn. Chất vải rất là đỉnh cho em. Con này em chưa làm form mà lên form quá đẹp. Con này từ 101 chốt cho em tới size 106 nha. Ok. Chốt cho chị Chen đi, 51 và 50 đi là đồng. Con này đẹp lắm mấy chế, chốt rất là đẹp luôn. Rồi kèm chị nào chưa có 52 kèm size nha em nha. 52 luôn cho chị Chen luôn kìa. Đẹp lắm mọi người, chốt rất là đỉnh cho em luôn ha. Cái này 53 hay 52 ta? 52, cái này 52 nha Chen ơi. Nhớ là có trùng để ra nha mấy đứa. Ghi giữ trùng để ra làm chế nha. Rồi, tiếp cho em con này lên áo nha mọi người. Áo này đâu Đông ơi? Áo rồi, của đâu? Đây, đây, đây. Đây, đây, một ly. 52 này cho Chen luôn nè, đây này. Rồi cái áo này chốt cho em. Quá đẹp luôn, xuất sắc. 108.054 cho em nha mấy chế ơi. 54 em có từ size 101 chốt cho em tới size 150 kèm. Ôi xấu luôn, con này size lớn nha mọi người, rất là đỉnh luôn cho em. Chất rất là đẹp, con này đơn giản nhưng mà cực kỳ nét. Con này chốt cho em là 54 kèm size giùm em, C54. Từ đi em chứ hãy mã. Rồi cái này em có tới 6 luôn mấy chết. Đẹp lắm mọi người ơi, chất rất là đỉnh cho em luôn nè mấy chết. Rất là xịn sò, 108.000 em ơi. 108.000 em có màu đen. Màu đen là mã khác chút xíu. Màu xanh rất là đẹp luôn. Con này 54 kèm size giùm em, 108.000. C54 nha mấy chết ơi, C54 kèm size giùm em nhớ. Chất rất là đỉnh luôn, C54, 108.000. Cái đầm xanh em chỉ còn size 150 thôi. Bé nhà mình bao nhiêu vậy chị ơi? Mã C54 bé 38kg chị Vĩ Tèo. Cái này 54 đúng không em? Mã C54 xem sái gì vậy? An Nhiên. Rồi 38kg còn 1 23,5, 234 thôi em ơi. 234 thôi. Em còn 234 thôi nha mấy chứ ơi, 54 kèm size em. Em còn size 102, 103 và 104. Đẹp lắm. 234 kèm size nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn, chất vải và form siêu đỉnh luôn. Gọi cái size 57 ra em chế đồng 47 ra. Xem lại cái đồng màu xanh. Gỡ ra chế đi, chị chế sơ vô xô lên lại cho chị đó xem. Mở xe 54, xe 54 chị Khánh Như. Rồi còn 13 thôi, ở 23 thôi đúng rồi. Này cái đồng màu xanh này chị Khánh Vân có đơn cho em. Cái màu xanh đó chị Khánh Vân có đơn chưa? Mấy chế cái áo đẹp thiệt ha. Áo rất là đẹp. Ừ. Mở xe 54 bé 22 kiếm cho chị Khánh Vân. 22kg lấy size nào? Lấy size 130 đi, mặc cho nó rộng rãi thoải mái thôi chứ. Chị muốn lấy 223. Lấy này đi. 2 mặc cũng được mà 3 mặc cũng được nha chị ơi. Đùi vô kìa, vô kìa, vô kìa. Vô kìa. Vô kìa. Vô kìa. Đẹp lắm. Áo rất là đẹp luôn á mọi người. Cũng được đó. Cũng được. Cái nào cũng được hết.
chị muốn lấy size rộng rãi tí xíu không chế. Ừ. Tầm xanh em hết rồi chế, em còn tầm này thôi à. 48 em còn nha, 48 em còn từ giờ 101 tới 104 hay sao? 1 tới 4 hay 1 tới rưỡi gì á. Tầm xanh em chỉ còn cái size duy nhất là cái size 105 thôi. Này lấy cái này đi. Cái này mặc cho rộng rãi thoải mái. Ừ. Xanh em. Xanh chị mới lên còn size 102 nè em ơi. Xem rồi. Em hết size 105 và size 106 rồi, chị Tường Vy ơi, mình chọn mà khá giúp em nha. Rồi cái này còn duy nhất cái size 102. Duy nhất cái Linh size 102. Lên đi chế ơi, liền thiệt á, trời. Cái này chốt cho em là 55. Con jean này là 168.000. 48 còn 101 kìa, Lê Quỳnh Lam có chưa em? Quá đẹp luôn, xuất sắc. Chốt rất là đỉnh cho em luôn, con này chốt cho em là 40. C55. Lê Võ Anh Lam có đơn chưa em? Có xe 48, xe 1 thì Lê Võ Anh Lam. Rồi 48. Xét vàng hả? Xét vàng mà Malacan không có chứ. Rồi cái này là 50. Dạ 55. 50 chị Kim Cương Trần nè em. 54 thấy không Tấn? Kim Cương Trần hay Kim Huyền chị nào đầu em? Kim Cương Trần hay Kim Huyền? Rồi, trời, lấy C54 C52 kèm size giùm em. Em có từ 101 chốt cho em tới size 106. Tường Vy 40 và 43 kỹ kèm. Thấy chị Tường Vy hai cái đi. 55 không có size nhỏ chị ơi, không có size 90. 40. Cho chế coi cái 150 hay không. 40 và 43 kỹ nè, để em coi. 55 còn 123 á em. 1234 á. 40 lấy cái này. Mã xe 55 xin bao chị Tố Anh. Đọc đi không. Ừ. Mã xe 55 bé 40kg và bóng 43kg cho Tường Vy. Tường Vy. Rồi còn 1. Quá đẹp luôn 55 này. Ơ cái này nãy chứ nói giá nhiều vậy? Dạ 168. 168 đúng rồi, 168. Cái này còn 101. 124 nha mấy chị ơi. Chị Phương Ngân ơi, 55 em chỉ có 25kg thôi, không có 12kg nha chị ơi. Lấy thì comment lại giùm em nhá. Lấy thì comment lại giùm em. Cái này không có size nhỏ, cái quần này không có size nhỏ. Chất rất là đỉnh luôn. 168.000 chất rất là đỉnh cho em luôn nha. Em còn 101, 102 và 104. 124 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. 124 kèm size nha. Rất là đẹp luôn, rất là đỉnh luôn. Cái quần không đẹp em không lấy tiền mọi người luôn. Chất rất là xịn sò hả. Còn xe 55, xe 2 chị Kim Cương Trần. 102 chị Kim Cương Trần. Rồi còn cái 101 phần cái 104 hả? 104. Cái này em còn cái 104 này mấy chị. Duyên cái 102. Ủa duyên cái 101. Cái này 25kg mặt rộng rồi. Này 25kg mặt rộng rồi chị Phương Ngân ơi. Em hết 103, em còn 104. Xe 55, xe 1 chị Lê Võ Quỳnh Lan. Lắm. Xe 54 mình có nha chị Khánh Vân ơi. Cái này em còn cái sao tầm khoảng 27 tới 32 kg nè mấy chết. Cái con này 27-33 kg. 27-33 kg. Đẹp lắm mấy chế, còn cái cuối cùng là chị nào lấy hốt đi mấy chị ơi. Chất rất là đỉnh luôn á, quần này đẹp. Không đẹp không lấy tiền mọi người luôn. Không con này 55 tặng chế rồi. Cho mọi người kiểm hàng thoải mái, đợt này rất là xịn luôn, thật sự cái hãng này siêu xịn sò. Rồi còn cái 104 đó chị nào chưa lấy thì hốt ha. Rồi cái này chốt nhanh tay luôn cho em 56, 108.000 luôn Tấn ơi. 108.000 chất siêu đỉnh luôn cho em nha mọi người ơi. Chất rất là đỉnh cho em. Con này 108.000, 27kg vẫn được hả chị Phương Ngân? Ok chị. Mã xe 55 bé 25kg chị Phương Ngân. Cái này 56 giùm em. 56 em hết 55 rồi mấy chị. Chuyển sang 56 giùm em nha mấy chị ơi. 56 kèm size giùm em nha cả nhà ơi. Size từ 101 chốt cho em tới size 106 nha mọi người. 56 chuyển mã 56 giùm em nha mấy chị ơi. Chất rất là đẹp luôn con này. Chị nào hụt cái màu xanh nãy lấy cái này đi. Chất nó y chang luôn, chất rất là đẹp, rất là xịn sò. Em mấy đứa cho chế cái này đi mấy đứa. Con này chốt cho em là 56. 56 kèm size nha mấy chị ơi. Chất rất là đỉnh cho em con 56 này luôn. Rồi. Mã xe 56, xe 56 chị Duyên Nguyễn Jessica. Rồi đúng ghi đó Tấn ơi, chốt cho em. 55 em hết hàng rồi mấy chị ơi. 56 em 23 kg cho chị Khánh Như. Rồi 56 kèm size nha, chốt rất là đỉnh, đẹp lắm.
size lớn nhất hả chị? Em hết size lớn nhất rồi. Size lớn nhất chị nào mà gầy gầy mới mặc được nha. Em hết size lớn nhất rồi mới chứ. Mã size 56 em 18 kg chị Kim Huyền. Kim Huyền 18 kg. Đẹp quá, chất siêu đẹp luôn. Chị Phương ơi, cái này em cũng không có cặp nữa chứ. 26 kg không mặc được, 12 kg không có. Chị cầm lấy thì cầm bên lại giùm em ha. 12 kg không được này. Em không có 12 kg nha mấy chết rồi. Chưa có, chị nào chưa có thì cầm bên lại giùm em. 56 em hết cho em 6 rồi mấy chết. Em còn size 125. Size 150 mặc được tới 37 kg nha mọi người. Size 150 mặc được cho em từ 32 tới 37 kg nha. Rồi 245. Mặc thêm 26 với 20 kg chị Lâm Thị Mỹ Hạnh. Rồi còn 45 hai size. 45 hai size chị nào chưa có thì hốt giùm em. Trời ơi má. Con này 57 còn size nhiêu em? 24 rưỡi 6 hả? Tập đi chứ nè. Còn á em. 56 chị. Mã size 56 với 26 kg chị Phương Ngân. Rồi còn cái cuối cùng 150. Còn cái 32 tới 37 kg nha mấy chứ. Em còn cái cuối cùng 5632 tới 37 kg, chị nào chưa có comment lại giùm em. Con này chơi C57 kèm size. C57 kèm size giùm em nha mọi người ơi. Con này 100.000 kèm size. Size từ 108 hay 100.000 ta? 108.000. Con này từ 101 chốt cho em tới 106 kèm size giùm em. Con này chốt cho em là mã C57 nha mấy chị ơi. C57 kèm size nha, rất là xịn sò con C57 này. C56 còn cái 31 kg kìa tấm. Mã C56 với 31 kg chị Dung Nguyễn. Rồi, con này C57 hả? C57 kèm size giùm em 108.000 C57 nha mọi người. Em hết 46 rồi. Em hết 56 rồi, chuyển sang mã C57 giùm em nha mấy chế ơi. Ôi có cái quần leg jean đẹp quá nè mấy chế. Không một mấy đi vậy. Thôi, từ từ ha, chút xíu rồi bán. Trời mấy cái này mà mặc chung với mấy cái quần leg jean này còn gì bằng nữa mọi người. Không, leg jean này chốt với mấy cái quần này mới đẹp nè. Áo này, mã C57 thêm 6 với chị Kim Huyền. 57 con ghi rồi em. 57 còn nhiêu? 124 rưỡi. Mã xe 57 bé 17 kg chị Kim Huyền. Kim Huyền có đơn. Còn 24 rưỡi nha mấy chị ơi. Em còn 24 rưỡi nha. 24 rưỡi kèm size giùm em nha mấy chị. 24 rưỡi. Hết size 150 rồi chứ. Ố hết size 160 rồi chứ ơi. Em còn 24 rưỡi thôi. Chốt rất là đẹp luôn. Con này C57 kèm size. C57 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. C57 hả, rất là đẹp luôn. Chốt siêu đã luôn. C57 em hết size 160 rồi chị Tường My ơi. Em còn size 150 mình lấy size 150 mình comment lại giúp em nha. 57 hết size 160 luôn rồi chị Trần Trang dễ đẹp qua. Chị nào lấy comment lại giùm em. Chỉ còn 24 rưỡi thôi à. Mã size 57 size 150 chị Tường My. Rồi. Còn 4 thôi à. 24 đúng không? 24 hai size. Còn rồi con này 58 giùm em nha mấy chị ơi. 58 giùm em nha, cái quần này bán cho mấy chế 80.000 thôi chứ bán nhiêu bây giờ. 80.000 C58. Rất là đẹp luôn, con quần leg jean này đúng một ri cho mấy chế. Size từ 15 kg chốt cho em tới size cho bé tầm gỡ cái lớn nhất chứ coi thử nha. 42 quá. Tầm 42 kg cái này size size đại tại leg jean mọi người nên là mặt form nó ôm. Này chắc tới 40 quá ta. C57 em hết size 16 rồi, chị Trần Trang rẻ đẹp ơi. Không, cái này 42 kg vẫn được. Tại trước lúc em có bò em cũng có mua mấy cái quần dạng với jean này nè. Nó cũng được á. Này tới 45 cũng được nữa. Con này 48 kèm size giùm em. 58 đúng không? Dạ đúng. 58 80.000. 58 kèm size giùm em, 80.000 kèm size nha mấy chế. Rất là đẹp luôn. Cái này em có từ 15 tới 45 kg kèm size giùm em. C58 cái này mà phối với áo thun rất là đẹp luôn, rất là đỉnh. C58 kèm size nha mấy chị ơi. Mã C58 kèm size chị Minh Nhật. Rồi. Quá đẹp luôn, con này C58 kèm size giùm em. Chất rất là đẹp nha mọi người, 80.000 thôi. Mấy cái này phối với áo thun rất là chất luôn cho em. Rồi ok chị Minh Nhật. Mã C58 đến 30 kg chị Lê Ngọc. Lê Ngọc có đơn. Rồi C58 kèm size nha mấy chị ơi. Em còn được mấy cái thôi, 80.000 lên đơn cho em luôn. 58 31 kg còn hả Tân? Mã size 58 đến 31 kg chị Dung Nguyễn. Rồi còn cái size 123 hả? Dạ. 123 thôi nha mấy chị ơi. Em còn 123 thôi, mặc được tới 25 kg thôi nha mấy chị, 25 26 kg thôi nha. Em còn size 101, 102 và 103, 3 size chị nào chưa có thì comment lại giùm em. 58. Rồi cái này 59, 138.000 C59 kèm size. C59 kèm size rồi em lên mấy cái nhỏ nhỏ cho mọi người nha. Cái lớn nhỏ độn xộn nha mọi người.
13 kg mà chế. 13 hết không được. Chắc được á. Tại quần hả? Được không? Cỡ khai mặt là nó hơi rờ. Ê. Chắc được đó ba. Chứ 15 kg nhớ mặt đẹp. 15 kg mặt đẹp, 13 kg mặt nó hơi rộng rộng tí xíu á mọi người, mặt không có được đẹp như 15 kg như chị Nguyễn Hằng. Lấy thì ok giùm em nha chế. Lấy thì ok cái quần lấy xin đó. Mặt nó không có được đẹp bằng 15 kg, 15 kg bé nó đầy đủ hơn, nó sẽ mặc đẹp hơn nha mọi người. Thì lấy thì ok, có 80.000 à, rẻ lắm. Mà mấy cái quần đó chất đẹp lắm mọi người, lấy xin để gành hối láo không. A Khai vẫn mặc vừa nhưng mà A Khai mặc lỏng lẻo nhớ, tại vì nó ốm á. Nó nhỏ. Hả, xe 59, xe 1, chị Lê Võ Quỳnh Lam à? Xe 59, 138.000 cái đồng, rất là xinh, rất là đẹp, chất siêu xịn sò cho em. Từ 101 chốt cho em tới size 106, xe 59 kèm size. Xe 58 kìa còn 15 kg á. 15 kg mặc sẽ đẹp. Xe 58 bé 15 kg với chị Ken Ken. Hôm bữa em cũng lấy xe 101 mặc cho A Khai á. Nó cũng lỏng lẻo. Tại A Khai nhà em nó gầy quá mọi người. Mặc nó lỏng lẻo nhưng mà cũng xinh. Mặc nó thoải mái, nó phối với mấy cái áo không nhìn nè em phối. Xe 59 bé 18 kg với chị Kim Huyền. Em phối mấy cái áo này nè mấy chết. Áo không gì á. Cưng lắm. Rồi con này 59 kèm size giùm em. 59 138.000. Kim Huyền nhầm em ơi, đổi qua chị Thùy Trang đi em. Kim Huyền lấy cái gì vậy chị? Cái này 59, quần lesin là 58, chị lấy comment lại giùm em nha. Mã size 59 size 1 chị Thùy Trang. Thùy Trang em xả ra chị rồi đó chết. Rồi cái này là 59. 59 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Size 59 kèm size nha. Chị nào chưa có con này hốt liền, rất là đẹp, rất là đỉnh luôn. Cái này ở trong nó phối một cái lớp thun dày dặn rất là xịn sò luôn á mấy chế ơi, rất là đẹp. Cái này là màu đen. Ồ, đẹp lắm. 59 kèm size giùm em nha. 59 kèm size. Mã size 59 bé 27 kg giúp chị Xuân Phương. 59 kèm size giùm em. Em lên một con quần ống rộng cho bé nè. 58 18 kg á con. Mã size 58 bé 18 kg chị Kim Huyền. 80.000. 59 là cái đồng em đang cầm nha mọi người, 138.000 chốt lên form rất là đỉnh luôn, cái đồng này rất là đẹp. Mã đồng này mặc được tới 45 kg cho em nha mọi người. Từ 15-16 kg mặc được cho em tới 45 kg kèm size, 58 kèm size, 59 kèm size. Legend đó trai gái mặc cũng được nha chị Ken Ken ơi. Trai mặc cũng được và gái cũng cũng được. Cái quần legend dạng 7 phân đó mọi người, trai gái mặc đều được. Ủa mấy cái áo này còn có mẫu không? Có hàng không ta? Lên. Váy đen sao em lên rồi á chị Thùy Trang ơi. Hình như là không có hàng. Comment váy đen giúp em nha. Dạ chị Trang Huy thấy hết bản nó có bằng phao rồi nè. Đủ ra kìa sao nã bàn đi. Thì chơi vô rồi. Ờ. Con này chốt cho em là 50. C60 giùm em. Cái quần ống rộng cho bé gái nha mọi người. 90 kg chốt cho em tới 17-18 kg. Con quần này là giá 130 mấy ngàn ta. 38 hay 32, tại em bán có hai màu rồi đó. Nhìn cái tác thì hồi bán đi. Bán nè. Thối vô cái áo rồi, không có gì đủ. Xíu. Chốt cho em con áo này là mã, quần này là mã C60 kèm tay giùm em nha mấy chị ơi. C60 kèm tay nha mấy chị. 32. Ừ. Xe nhí nha, C60, 59 chị Xuân Phương có cho em. Xuân Phương có rồi nha chị ơi. Con này chốt cho em C60 kèm size giùm em. Em có từ 101, 80 tới 101 kèm size nha mấy chị ơi. 80 tới size 101, 90 kg tới 18 kg kèm size giùm em. C60 chất rất là đỉnh cho em luôn, form rất là đẹp luôn. Con C60 này kèm size nha mọi người, chất đẹp lắm. C60 chất và form siêu đẹp luôn cho em nha mấy chị. Mã xe 60 bé 14 kg giúp chị Lê Võ Quỳnh Lan. Đẹp kinh khủng lắm mọi người ơi. Xe 60 kèm size nha. Ôi em còn cái ghi áo này đẹp lắm. Ôi lấy gì nó trai gái đều mang được á chị Ken Ken. Chị Ken Ken ơi. Mã xe 60 bé 20 kg. Không có 20 kg em. Mấy cái này, cái nào có 80 thì sẽ không có 120 đâu em. Không có 120. Xin lỗi chị Lê Thị Bích Thủy, mình không mã xe 60 nha. Xin lỗi chế. Rồi, xe 60 xe 100 với chị Thùy Trang. Chị nào chưa có hốt thì mới chơi rồi, rất là đẹp luôn. Em còn 80, 90 và 101. 80, 90 và xe 101 cho em xe 60 nha mọi người. Mã xe 60 xe 1 chị Khương Lê. Rồi, xe 60 kèm size. Còn áo polo á chị. Em còn mã polo hình như màu xanh đậm hay sao á. Chút xíu nè em lên cho chế nha. Mã
C60 bé 15kg chị Thu Mai. Thu Mai có đơn rồi, em còn 80-90, C60 chị nào chưa có còn mình lại em 9-13kg nha mọi người. Rất là đẹp, cái quần ống rộng form siêu đẹp cho em và chút vải. Đảm bảo mọi người nhận được sẽ rất là thích luôn á mấy chị. Thích liền. Đẹp lắm, cái hãng này chất vải siêu đẹp cho em. Chị nào mà hồi thứ 7 có mua hãng này rồi, nhận được đơn rồi thì biết chất rất là đỉnh luôn á. Chất thật sự rất là đẹp. Cái hãng này em làm một độ Lovely Kit là mấy chị rất là thích cái hãng Lovely Kit đó luôn. Và mấy chị nhận thử cái hàng này thật sự luôn, rất là thích, rất là đẹp luôn á mọi người. Hàng hồi Lovely Kit hồi Tết á mấy chế nhận được, mấy chế quá trời luôn mà ngay được Tết đó em bán. Em bán rất là nhiều luôn á, Lovely Kit đó em bán rất là nhiều luôn. Cái này hot hay gì rồi, cái quần đó khác mà ba. Ủa sao mà em hết 15kg rồi, chị Ken Ken ơi, chào má cái giúp em nha. Rồi chốt cho em là C60 một, C61. Rồi cái này 61 hình như là 162 ngàn hay sao nè. 162 ngàn kèm size giùm em, có từ 80 tới size nhiêu em? Tới 101 luôn, cấp tốc lên đơn cho em 162 ngàn, trai gái đều mang được. Lên con dùm đỏ hả? Dùm đỏ hình như không có hàng á mấy chế ơi, dễ về mẫu thôi không có hàng. Chờ em chút xíu nha mấy chế. Rồi con này C61, trai gái đều mang được và chốt cho em con này cấp tốc giùm em, 60 còn 13kg nè. Rồi lấy cái mẫu luôn, cấp tốc luôn bá ơi. 60 là gì? Mã C 60 bé 13kg giúp chị Nguyễn An Nhiên. Ồ chị dục mẫu rồi. 61 kèm size đi mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. 61 là từ 8 tới 17kg giùm em nha mấy chị. 8 tới 17, 18kg mặc được không đâu. Cái này 18kg chắc không được đâu hả. Đẹp lắm mấy chị. Không có bò mà. 61 kèm size, 61 kèm size không chắc không được đâu. Không được. Không được, không được. Không được, không được đâu, em trả bill đi. Không được. 17. Rồi. Xe 61, bé xe 80 chị Nhật Uyên Phạm. Rồi còn cái xe 90 cuối cùng. Xe 61 chị Lê Bảo Bình Lam. Rồi. Kế còn cái 100. Còn cái 90, 90 này 13kg mặc được không? Để em xem 13kg mặc được không mấy chứ. Nguyễn em 13kg mặc được không bác? Được. Cái này ôi cái dây dài á nha. Thôi 13kg rồi mà. Ở cái dây này dài lắm đó chứ. Ừ. 13kg được okay. Cao cũng được luôn. 13kg lượt. 90 mà. Có. Em còn cái size 90 này chị nào lấy comment đi nè. Còn cái 90 Tấn ơi. Ủa, 61 còn. Okay. Rồi, 61 90 còn. Ở size 61 size 90 chị Thùy Trang. Rồi chốt cho em con này 62. 62. 98.000 thấy cưng chưa mọi người ơi, rất là đẹp luôn. Con này hốt cho em hả? Con này chốt cho em là C62. C62 kèm size nha mấy chị ơi. Chấm chấm tương tác bài viết em được 2GB Tấn ơi. Cái này 80kg tới 17kg cho em, rất là xinh luôn. Cái này hai anh em, hai chị em mặc cặp vô tư luôn, em cũng lấy cái lại cho anh Khải. Đẹp lắm mấy chế ơi, rất là đỉnh luôn á. Cái này chất siêu đẹp và cái màu rất là đẹp luôn. Size từ 80 tới size 101 cho em nha mọi người. Chất rất là đỉnh cho em hả? Con này chất vải siêu nét và dễ thương lắm. Cái hình siêu cưng luôn. 98.000 hả ta? Hay nhiêu? 98.000 nha Tấn ơi, 98.000. Họ xe 62 xe 1 chị Lâm Thị Mỹ Hạnh. Rồi. Họ xe 62 xe 1 chị Phương Lê. Rồi, ta cho con Khải sang trăm luôn. Rồi. Họ xe 62 sang trăm chị Heo Còi. Rồi, trăm chị Heo Còi. Rồi, sang trăm chị Heo Còi nè. Hết trăm luôn nha mấy đứa ơi, chứ lấy 100. Chị Hà Trâm ơi, xe 62 em hết xe 101 rồi chị ơi. Mình lấy xe 90 mình comment lại giúp em nha. Rồi để em coi cái này con em mặc được. Chắc được. Em hết xe 101 rồi chị Hà Trâm, đẹp lắm. Có hai này. Đẹp lắm á mọi người ơi, cái áo form siêu đẹp luôn. Mẹ Khải mặc được bác. Dễ luôn. Cái này giờ giặt liền á hả? Ừ. Mã xe 62 bé 12kg chị Phương Ngân. Phương Ngân có đơn. Mã xe 62 bé 10kg chị Trà Quỳnh. Trà Quỳnh có đơn rồi, còn mọi cái một size nha mấy chị ơi, đẹp okay. Lắm. Heo còi có chưa em? Heo còi có rồi. Heo còi có rồi chị. 62 kèm size giùm em. Hồi nãy giờ em lên 35kg quá trời đó chú. Nè cổ ơi, ở đây có 35kg. Ủa cái áo sơ mi hả ba? Phải không? Cái áo sơ mi phải không? Mi ra. Vậy chị hai luôn thôi, mở xe 62 hết xe 17kg rồi à. Còn xe nhiêu? 90. Trà Quỳnh có chưa? Chị hai lúa lấy comment lại giùm em. Em còn cái size 90 với 80 nè. 80-90, 8-12kg thôi nha mấy chị ơi. Chị nào chưa có comment lại giùm em, size 62. 8-12kg thôi, mấy size kim hết hàng rồi mấy chị ơi. Mở xe 62 với 13kg chị Tùng. Chị Tùng My à.
Rồi còn cái 80 cuối cùng, 81 kg. Rồi cái này chốt cho em ở trong, cái áo trong là từ từ chốt nha, chốt cái áo ngoài trước nha mọi người. Cái áo trong từ từ chốt cho em, cái áo ngoài chốt cho em từ size 101 chốt cho em tới size 106. 148.000 cái áo, chất dạng chất jean linen nha mọi người. Chất rất là đỉnh cho em và phối như thế này. Thêm cái quần nổ cho em và rất là hàng luôn. Mã size 62 bé dính kia cho chị cà phê muối. Rồi cái này 63 cho em là cái áo ngoài nha. 100 nhiêu nãy chứ nói nhiêu quên rồi. 148. Mimi á. Ủa 152, 148. Cái này áo jean mấy chứ. Ôi trời mày. Áo jean. Thôi rồi 148 luôn cho mấy chết. 148 đó em ơi. 148 này. Ôi có size lớn nè mấy chị, chút xíu nè em lên size lớn. Size 62 em hết rồi chị, hai lúa rồi mình chọn mã khác giúp em nha. Cái này 63 giùm em nha mấy chết. 63 là em có từ 101 chốt cho em tới size 106 và 148 ngày 63 kèm size nha. 63 để em phối cho mọi người xem rất là đẹp luôn. Đẹp lắm mọi người ơi. Một ghi rồi em ơi. Đẹp lắm. Xuất sắc luôn. Chất rất là đẹp. Con này chốt cho em mọi người mặc gì này rất là xinh nha. Cái áo mà lỗ trong cái quần ở ngoài và phát khoác nhẹ, cái áo khoác jean ở ngoài mang thêm đôi giày đủ rồi. Yeah, đủ đẹp rồi. Rồi 63 đọc luôn đi. Mã size 63 bé 18 kg và size 6 chị Kim Huyền. Rồi. Mã size 63 bé 25 kg chị Trần Ngọc Hoa Trân. Ở nhà có quần đen phối vô rất là xinh luôn. Quần đen là ở đây cái áo đen. Trời ơi. Còn size nhiêu? Dạ 245. 245 hả? Của chế 1 còn nè. Ủa cái áo ở đâu? Ờ 1 có rồi hả? Rồi em còn 245 nha mấy chị. Dạ, dạ, dạ. 245. Chút xíu lấy cái tên. Rồi còn tới size 150 hả? 150 này mặc được tới 37, 38 kg nha mấy chế. Ôi rất là đỉnh luôn á. Rất là đẹp cho em luôn. Như thế này phối với nhau sắc luôn. Rồi còn 245. Mấy chị nhờ. Chị nào nhảy lên một size mọi người để khoác ở ngoài cũng đẹp nha. Mọi người nhảy lên một size để khoác ngoài cũng khoác đẹp. Ngoài à chứ. Có hai em hết hàng rồi chứ. Cái áo này lấy khoác ngoài, khoác ngoài đẹp. Rồi cái này chốt cho em là 60. 64 giùm em. Cái này chị nào nãy chưa có comment lại giùm em. 8 tới 17 kg giùm em. 64 nè mấy chết. Chị nào mới vô chốt lại nha. 8 tới 17 kg kèm size giùm em. 64 98.000, 64 kèm size. 64 98.000 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. 64 98.000 và 65 98.000 luôn kèm size giùm em nhé. 8 tới 17 kg thôi nha mọi người. 64 và 65 kèm size nha. Nãy chị nào chưa có mua được thì kèm size lại giùm em nha mọi người. 64 và 65. 98.000 hết, 64 và 65 kèm size cho em nha mọi người. Trai gái đều mang rất là xinh luôn, 64 và 65 kèm size. Rồi. Mã size 64 bé 17 kg chị Ánh Hồng. Rồi, Ánh Hồng có đơn, 64 kệ sau lưng cưng kìa. Không phải. Ở dưới cái màu xanh đó lại. Ừ. Không phải. Ủa? Không có ở đây đi, không phải đi chế ơi ở đây đi. Có mà, có này mà. Trời ơi. Còn 101 không? 64 và 65 giùm em nha mấy chế. 64 và 65 kèm size. Đủ size em. 64 và 65 kèm size nha mấy chị ơi. Mã size 65 bé 13 kg cho chị Nguyễn An Nhiên. Rồi Nguyễn An Nhiên có đơn. 64 và 65 kèm size. Chị nào chưa có con nào hốt con đó nha. 64 và 65 cho em. Sáu mươi sáu là cái áo cùng ở sơ mi ngoài. Rồi 66 là áo sơ mi ngoài. 66 là áo sơ mi ngoài. Em có từ 101 chốt cho em tới size 150 là 66 nha mấy chị ơi. Từ 101 chốt cho em tới size 150 là 66 kèm size. 145.000 là con 66 nha mấy chị. Chị nào chưa có mua được con 66 thì comment lại giùm em. 66 145.000 kèm size giùm em. Con này từ 101 chốt cho em tới size 150. Ủa 1-6 65 không có size 102 chị Thúy Nguyễn ơi. Mà đây chỉ có tới size 101 thôi. Con này 66 giùm em. Từ 101 chốt cho em tới size 106 kèm size nha mấy chứ. Áo là 145.000. Còn áo ở trong là 60. Áo trong có hàng không bác? Bác ơi áo trong có hàng không? Không biết không. Áo trong chưa có thấy hàng nữa mấy chứ ơi. Con này 66 chú giùm em nha mấy chứ. 66 là 145.000 em có từ 101 chốt cho em tới size 106 nha. Follow. Cái gì không có, hình như không có áo ba lỗ hay sao á. Không biết áo ba lỗ ở đâu nữa. Rồi 66 kèm size cho em nha. 66 là áo sơ mi ngoài. 66 là áo sơ mi ngoài nha mấy chị ơi. Rồi tiếp cho em con áo này.
rưỡi 2 nè. Con này size đại 3. 4 rồi. Mai có lên quần jean lửng không? Không biết nữa chứ rồi, không biết nữa. Cái này chốt cho em là 60. 67 giùm em 110.000 67. Cái này cho bé gái tay rút lại cho em con 67 này 110.000 kèm size. 67 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. 67 kèm size giùm em nhá. 67 kèm size. Con này chốt rất là đẹp và form cực kỳ nét luôn. 67 kèm size giùm em nha mấy chị. Size cho em từ 120 tới size 150. Con này 150 mặc được tới 40 kg cho em luôn nha mấy chị ơi. 67 kèm size giùm em nha mấy chị. Con này chốt cho em là C67 kèm size. C67 chất và form siêu đẹp luôn. Con này chất đẹp lắm luôn mọi người. Nhìn giùm em cái chất hả. Con này phối với chân váy rồi này kia rất là xinh luôn. 67 kèm size hả. Ôi chân váy này size nhí má ơi. Chân váy này size nhí. Mấy chị ơi đơn á em không gộp được 2 ngày liên tiếp. Ủa em chỉ gộp 2 ngày liên tiếp thôi nha. Đơn thứ 7 em không gộp được tiếp nha chị Ngô Tú Anh ơi. Chị Ngô Tú Anh có đơn ngày mấy vậy em? Cái này cũng size nhí luôn nè, em có mấy cái chân váy size nhí đẹp lắm. Quá đẹp luôn, con này chốt cho em là 60. Dạ, 67. Ờ, đơn ngày hôm nay hả? À. Cái này chốt cho em 68 đi nè mấy chị. Ôi bá, cho ngồi cái bá. Ok. 67 đẹp lắm á mấy chị ơi. Để ngồi cái chiến quá trời đồ đẹp luôn mấy con. Mới lấy xuống mấy cái đẹp lắm. Con này 68 giùm em nha mấy chị ơi. Nay và mai nhé, ok chị. Inbox đi mấy chớ ơi. Inbox nha mấy chớ, đừng nói trên live. Inbox đi đừng nói trên live. Nói trên live em không có note lại được cho mọi người á. Nhiều khi là đi lơn thuốc luôn á. Rồi cái quần này quá né quá đỉnh luôn. Con này trai gái đều mang được, chốt cho em là 60 68 68 kèm size giùm em, giá là 132.000. Quá đẹp luôn, cái này cho anh Khải cái đi. Chất rất là đẹp luôn mọi người. Chất không không. Khai mặc trăm mốt không được đâu ba ơi, lâu lắm mới mặc được á. Có sao đâu. Hả? Trăm mốt rộng á ba. Rộng á, con lấy trăm. Đâu đâu đâu, lại bở ra chứ coi là. Khai nó ống nhôm mà trời. Ôi cũng được đó nha. Để chắc cái này tới Tết mới mặc được. Cái quần này rất là đẹp luôn, 132.060. 68. 68 không có size lớn mấy chứ ơi, 68 size nhỏ. 68 size nhỏ. Cái đó size gì ba? 68 tới 17 kg. Mở xe. Tới 100 mà Tấn ơi, Khà lấy 101 rồi em ơi. Lấy đi, ai có 101. Chốt rồi, chốt rồi. Bấm chưa chọn thôi, à, size 68 em. Em không có size 102 chị ơi, mình chọn mà khá giúp em nha. Rồi cái này 68 kèm size giùm em. 80 kg trở lên 68 rất là đẹp luôn mọi người. 68 kèm size nha mấy chị. Rồi. Mã 68 size 100 chị Lê Võ Bình Lan. Ôi trời ơi, mấy cái quần đẹp quá mấy chị ơi, cái quần chấp đuổi nè. Quá đẹp luôn á. Đơn nhiều thì đi đơn giùm em nha mấy chị ơi. Những chị mà có đơn nhiều quá thì đi đơn giùm em nha. Em chỉ dồn 1-2 cái thôi. Còn những chị mà 2-3 cái, 2-3 cái trở lên đi đơn giùm em nha mọi người. Em không dồn được nhiều quá. Tại vì hôm nay em like tới 2 like luôn. Mấy chị có gì inbox giùm em, nhận được hóa đơn rồi inbox giùm em nha mấy chị ơi. Nói trên like nhiều khi em không nhớ cả nhà. Rồi cái này ha, 69 cho em luôn. 69, 68 là em toàn size 8. 80, 90, 2 size thôi à. 68 còn 80, 90 nha mấy chị ơi. 68 còn 80, 90 rất là đẹp. Trai và gái đều mang được 132.000. Cái quần rất là đỉnh luôn cho em. Chất siêu đẹp nha mấy chị ơi. Chất rất là đẹp luôn á. Mở xe 68 bé 9 kia chị Thi Thảo Tông. Quần cam hả chị Phương Ngân. Phương Ngân lấy size bao nhiêu vậy chị Phương Ngân? Em không thấy comment của chị mua hàng á chứ. Rồi Phương Ngân 68 size 12kg cho em. Rồi cái này 69 cho em luôn, 132.000 luôn nha mấy chị ơi. Trai mặc cũng đẹp và gái mặc cũng đẹp cho em. Chưa nhận được đơn trước mà giờ. Ừ đơn sau đợt này đơn nó đi chậm á mọi người. Đúng rồi, dịch đó. Dịch đó mấy chế nên là đi hơi chậm ha. Quá đẹp, quá đỉnh luôn. Cái áo này chốt với cái quần màu cam hồi nãy cũng đẹp nữa nha. Con quần này 69 giùm em, 132.000 luôn Tấn ơi. 8 tới 17kg giùm cho em luôn nha mấy chế ơi. Không có chị. Nếu mà không có chị nào lấy size 100 hoặc 101 thì cho chế một cái luôn.
cái này để trong khai chất đẹp lắm mấy chứ, chất rất là đáng là cùi tiêu nó xin xì à che đang đúng rồi cái này không có nhiều. Trời ơi, có nhiều bà chốt được, có nhiều bà chốt không được. Má ơi, gửi cái, biết không, gửi cái mẫu về rồi. Cái hèn có về, cái mực ly của đây, má mày cứ, trời ơi, chú ý chắc cho em con quần này là 49 giùm em, cái quần trắng này trai mặc cũng đẹp và gái mặc cũng đẹp, 69. Quần trắng này là 69, áo là 50, áo là 100 ngàn, quần là 132 ngàn. Áo có đủ size em, áo thì bác dục đi bác 17kg kìa. Ok. Áo là 50 đúng không mấy đứa? 70. Áo là 70 hả? Áo là 70 giùm em. Còn quần là 69. Ê, nhiêu cái rồi Tân? Hả? Rồi, 69 được rồi bác. Google là 69. Quần trắng là 69 còn 90 em. Quần trắng là 69 và áo là 70 giùm em nha mấy chị ơi. Quần trắng là 69, áo là 70 giùm em. Rất là hàng luôn cái set này ha. Siêu quần đẹp. Quần trắng size 69, size 90 chị Kim Cương Trần. 69 và 70 giùm em. 69 là 132, 70 là 100 ngàn. Còn 14 kg không? 69 và 70, 14 kg cho chị Ngô Tú Anh cả. Còn áo, áo còn. Còn. Rồi, 69 và 70 nha mấy chị. 70 là áo nha, 70 là 100 ngàn, 70. Mở xe. Còn nha chị. Mở xe 69 nha, mở xe 70, bé 14 kg chị Ngô Tú Anh. Mở xe 70 71 chị Ngọc Huyền Nguyễn. Rồi hết 101 luôn. Còn á. Ủa còn không? Đâu? Còn á. Còn. Còn đấy nữa. Rồi 69 và 70 giùm em. 69 và 70, 69 và 70 giùm em nha mấy chế ơi. 69 và 70 kèm size giùm em. Ê lại lấy cái áo chữ nít màu đen chứ. Nè, không phải cái chắc cơ là mấy khu tử thấp bất tù, chắc cơ liều rồi bất tù nhạc, chắc cơ mà liều rồi bất tù nhạc. Ok, xin lỗi, mà giá lý má ơi, đi chơi. Anh chắc cô hình chéo. Ok, ông không có ông nuốt. 70 không có size lớn chị ơi, đẹp quá, sắc lắm. Đông lên lên, mình kèm mã xe 69 giúp em nha chị ơi. 69, 69 là còn sang 100 không? Đâu còn đâu, 101 mà mấy chị. Nè, trả ra bác. Xe 70 em không có size lớn nha chị Mai Hạnh ơi. Ừ. Rồi tiếp cho em nha mấy chế. Phân phân. Ừ. Tiếp cho em cái áo này đi đẹp lắm nè mấy bà ơi. Cái này có 101 tới 150 nè mấy chế. Cái size lớn nè mấy chị ơi. Trời, con này siêu phẩm nữa mấy bà ơi, size lớn chuẩn bị nha. Một cái màu xám rất là đẹp luôn. Quá đẹp. Có mẫu luôn, rồi lấy mẫu ra luôn. Đẹp quá. Sắc. Không tắt nó đang còn một ít mẫu á chị ơi. Rồi cái sắc mắt chị cầm là trai hay gái vậy? Xếp tắt nách nào ta? Hồi nãy là có tai đó chị. Rồi cái này chốt cho em là 70. 71 108 ngàn kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Size từ 101 chốt cho em tới size 160 nha mọi người ơi. 1 tới 6 kèm size, cái màu rất là đẹp luôn. Trời cái form quá nét. Siêu xuất sắc luôn, cái áo này kèm size giùm em. Từ 101 chốt cho em tới size 160 kèm size nha mấy chị ơi. 1 tới 6 kèm size nha chị ơi. Áo sát nách bình thường bên em giờ 92 hoặc 98 ngàn nha mấy chị. Không có mẫu luôn. Không có hay. Con này 71 kèm size. Mã xe 71, 71 chị Lê Bảo Vinh Lam. 71 kèm size giùm em mấy chị ơi. 71 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Rất là đẹp luôn, con áo form rất là đỉnh cho em luôn nha. 71 kèm size. 71 kèm size. Tới 150 hả? Dạ chứ. Tới 150 thôi nha mấy chị ơi, không có 6 rồi. Mã xe 71, bé 18 kg và xe không có 66. Chị Kim Huyền ơi, xe 71 em chỉ có size 101 chứ là đến size 150 hả chị ơi? Không có. Mình lấy 18 kg mình comment lại giúp em nha. Mỹ dầu ta chứ Mỹ dầu à. Nhưng em sẽ Mỹ phẩm. Sẽ dấu phẩm. Mỹ hột. Đấy chấm mày được. Sát nách màu cam đi kèm với áo sơ mi jean trai mặc được không? Được nha chị, sát nách màu cam trai mặc được nha. Rồi, 71, 69, 13kg. 69 là gì ta? Quần hả? Còn không? Còn 13kg. 80, 101 và em hết rồi chứ. Chị Kim Huyền lấy 150 cho em. Kim Huyền lấy 150. Rồi, 71 cho em. 71 rất là đỉnh luôn, 108 ngàn. Chất rất là đẹp luôn mấy chú ơi. Và form siêu đẹp ha, 71 kèm size giùm em nha mấy chị ơi. Mã xe 71 xem 2 chị Kim Cương Trần. Để em lên một cái quần màu trắng nữa cho mấy chị xem. Cái quần màu trắng này thì chất khác chút xíu. Còn cái quần màu trắng kia 18kg và xem nữa chị Kim Huyền. Cái quần màu trắng kia thì chất khác nha mọi người, hai chất khác nhau. Rồi cái này chốt 71 đi, Kim Cương Trần có rồi đó chị. Kim Huyền có luôn rồi. Minh Nhật lấy thì comment lại giùm em hết size lớn rồi nha chị ơi. Rồi con này 71 kèm size, rất là đẹp luôn nha mấy chị. Kèm size giùm em.
Em còn từ 101 tới 150, con này mặc được tới 37kg mà em nha mấy chứ. Đẹp lắm, 37kg kèm size nha. Rồi, con này là... Cái này hồi nãy em lên một cái quần chất nó khác, cái này là chất đuổi khác nữa nha mọi người. Mã size 71 đến 15kg chiều hình Tuấn Kiệt. Hình Tuấn Kiệt có sao còn size 101 không mấy đứa? Cô chế phong rồi. Rồi em còn mấy size chị nào chưa có comment giùm em 71 nha. Cái này 72 giùm em nha mấy chị ơi. 72 cái quần này là giá nhiêu ta? 132.000. Cái quần này khác nha mấy chế. Cái quần này chất nó hơi khác chút xíu. Quần jean gái, quần suông á chị, size 14kg cho em coi quần jean bé gái. Quần suông ha, cái quần suông nãy em bán không? Chờ chút xíu đi chị. Rồi cái quần này trai gái đều mang được, chất là chất đuổi cho em. Con này 132.000 y chang. Cái mẫu thì nó hơi khác chút xíu và cái chất vải hơi khác chút xíu nha. Nãy chị nào chưa có được chốt cái quần trắng kia. Quần trắng kia là em còn size 80 và size 101. Còn quần trắng này là em có từ 80 tới 101 kèm size. 8 tới 17kg kèm size giùm em nha mấy chị ơi. 8 tới 17kg. Rồi, con này là 70. 72 rồi, chốt 72 đi em, 132.000 cấp tốc luôn. 72 kèm size. 72 để 15kg chị Huỳnh Tuấn Kiệt. Rồi, 72 kèm size giùm em nha mấy chế ơi. 72 kèm size. Không, chị Huỳnh Tuấn Kiệt lấy 101 đi em. Đẹp lắm mọi người, chất rất là đẹp luôn. Con này chất vải siêu đỉnh luôn nha mấy chế ơi. Rồi, em còn từ 8 tới 14kg giùm em. 8 tới 14kg, 72 kèm size nha. Chất rất là đẹp luôn nè mọi người, chất linen ha. Con này chất linen. Con nhỏ không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp lắm mọi người, chất rất là đẹp luôn á. Thấy cái quần này khó với áo phông, để em khó cái áo phông này cho mọi người ha. Cô mặc